Chào mừng các bạn nghe chuyện tại chuyện hay.com. Nếu thích thì cho mình xin một đăng ký kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Châu chi mạnh nhất Son Gohan Convert, chương 166. Ở lại đây đi. Vai đồ, Mirrors liếc mắt nhìn Whis, có phải hay không là người này thông báo đây? Dù sao, mấy ngày nay Son Goku cùng Vegeta đều không hề rời đi qua thần hủy diệt điện, cũng liền chỉ có Whis có bản lãnh này. Chỉ thấy Whis cũng là mặt đầy mờ mịt, buông tay một cái, biểu thị chính mình cũng không biết chuyện này. Mirrors không thể làm gì khác hơn là ánh mắt phức tạp nhìn một chút Son Gohan, không hay đi hỏi chuyện này. Ngược lại đều là muốn nói cho hắn biết, biết liền biết chưa. Chỉ bất quá Son Gohan người này, ở trong lòng hắn, lại là cảm giác thần bí mấy phần, chẳng lẽ người này có đoán được tương lai năng lực. Chấm chấm chấm, ăn no sau đó, Son Gohan có chút áy náy về nhà. Trong 10 tháng này, hắn đều là đang liều mạng tu luyện, ngược lại đem số 18 một cái người ở nhà, rất ít đi quan tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là phi thường áy náy đây. Son Gohan đi tới cửa, liền chính là cảm giác một đạo khí tức quen thuộc. Cô gái nhỏ này, tại sao lại ở chỗ này đây? Son Gohan hơi hơi một cảm giác, chính là biết cái này quen thuộc khí chính là vai đồ. Son Gohan đẩy cửa vào, liền thấy 19 số 18 cùng vai đồ vừa nói vừa cười, trò chuyện với nhau thật vui. Chính mình còn lo lắng nàng ở nhà một mình trông sẽ quá cô đơn đây. Như vậy xem ra, tốt như chính mình lo lắng có chút hơi thừa, cũng không có chuyện như vậy a. Y, Gohan, người có thể tính trở lại. Số 18 nhìn thấy Son Gohan, đứng dậy tiến lên. Son Gohan đi tới, đem số 18 xem ở trong ngực. Thật xin lỗi. Khoảng thời gian này cũng không có hảo hảo cùng ngươi, là ta sai. Ôm thật chặt số 18, áy náy nói. Hai người loại này đơn giản thô bạo gặp mặt cách thức, thật ra khiến một bên vai đồ có chút mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Cũng không biết hai tay cùng cặp mắt để chỗ nào sẽ thoải mái một chút. Bất qua cố gắng nửa ngày, tựa hồ, thế nào bắn. Để chỗ nào, tâm lý luôn là có loại không quá cảm giác thoải mái thấy. Hắn trở lại, vậy. Ta đây đi trước lạp, vai đồ đỏ mặt, chạy nạn dường như muốn rời khỏi cái này không để cho mình quá thoải mái địa phương. Cúi đầu gặp thoáng qua thời điểm, Son Gohan bắt lại vai đồ tinh tế cánh tay. Chậm rãi buông ra trong ngực số 18, ánh mắt chân thành nhìn về phía vai đồ, đầy áp cảm tình nói, hôm nay chưa đi, liền ở lại chỗ này, có thể không? Vai đồ con mắt mở tròn xoe, không thể tin nhìn Son Gohan. Tựa hồ quên đi phản kháng. Người này, không biết số 18 ngay tại trước mặt sao. Vai đồ ngây người, một giây, hai giây, chấm chấm chấm, chọn 10 giây đồng hồ. Chuyện này, cái này, không được, vai đồ kinh ngạc nhìn một chút Son Gohan cùng số 18. Cái này tại sao có thể, Son Gohan đã trở lại, người ta hai người tháng ngày, mình tại sao có thể còn có thể liền ở đây làm kỳ đà cản mũi. Chẳng lẽ là nàng không thích Son Gohan sao? Không. Không có một người nữ sinh không thích anh hùng, nhất là Son Gohan loại này dáng dấp đẹp trai cứu thế đại anh hùng. Kỳ thực tại Son Gohan dạy mình vũ không thuật thời điểm, loại phức tạp đó tình cảm giống như đã sinh ra. Chỉ là nàng một mực ở cảnh cáo chính mình, Son Gohan có lão bà, hơn nữa còn là đẹp nhất số 18. Nàng cũng một mực ở lừa gạt mình, vai đồ, loại cảm giác đó chính là đơn giản hiếu kỳ tâm, căn bản cũng không phải là ưa thích. Người thế nào sẽ thích một cái đối với người đùa bỡn lưu manh nam sinh đây? Đây tuyệt đối không thể nào. Chỉ là hơn nửa năm này thời gian đi xuống, mới làm cho mình thật sự xem rõ ràng bản thân nội tâm. Không sai, nàng ưa thích trên Son Gohan, mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận. Chính là, nàng không cách nào kháng cự loại cảm giác đó. Không có cách nào đem loại kia tưởng niệm cảm giác đuổi ra đầu. Nhất là trước mắt người này. Đối với chính mình nếu gần nếu cách thái độ, càng làm cho mình khó chịu. Nếu như nàng không thích hắn, nàng một cái đường đường đại tiểu thư, tại sao lại sẽ hàng ngày cũng không có việc gì chạy đến nơi này. Vai đồ ngồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nếu hắn nói, ngươi liền ở lại đây đi. Số 18 tựa hồ cũng không có bởi vì Son Gohan động tác mà tức giận, mà là kéo lên vai đồ tay, mang theo cười nhạt, hướng vai đồ nói. Kỳ thực nhiều như vậy ít ngày tiếp xúc đi xuống. Nàng cũng rất ưa thích cái này thẳng thắn không làm bộ tiểu cô nương. Mà còn, nàng biết, chuyện này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Hơn nửa năm trước,
nàng cũng đã tiếp nhận. 10. Số 18. Vai đồ không biết lúc này mình là biểu tình gì. Ngược lại nhất định là có đờ đẫn ở bên trong. Tốt lắm, ngươi liền ở lại đây đi. Ngược lại nơi này, thuyền, đủ đại, không đúng, là nhà ở đủ đại. Chấm chấm chấm, ê a, mệt quá nha. Sáng sớm một luồng ánh mặt trời bắn tới trên mặt, Son Gohan duỗi người một cái, nhìn một chút xốc xếch gian phòng. Một buổi tối này, tựa hồ là muốn so tu luyện 4 tháng còn muốn cho người không chịu nổi a. Này, lưu manh, ăn điểm tâm đi. Vai đồ mặt đầy đỏ ửng đứng ở trước cửa, hướng về phía Son Gohan kêu một tiếng. Sau đó mau mau ngượng ngùng thoát đi Son Gohan ánh mắt. Son Gohan rửa mặt xong tất sau đó, chính là thấy phong phú bữa ăn sáng. Qua ken két, ta cũng quá hạnh phúc đi. Cái này bữa ăn sáng nhìn qua so tối hôm qua, bữa ăn tối, còn muốn cho người thèm ăn đại chấn đây. Son Gohan nhìn bàn kia ngon miệng bữa ăn sáng, chảy chảy nước miếng, nói. Chỉ thấy số 18 làm bộ cáu giận 150 hướng về phía Son Gohan nói, nếu như vậy, vậy ngươi sau đó cũng không cần ăn, bữa ăn tối, hàng ngày làm cho ngươi bữa ăn sáng có được hay không? Ồ ồ ồ, lão bà đại nhân, ta sai rồi, bữa ăn tối cùng bữa ăn sáng cũng phải ăn đây, như vậy mới có thể dinh dưỡng cân bằng. Son Gohan mau mau cợt nhả cười nói, ồ, vai đồ, ngươi làm sao rồi? Chân không thoải mái sao? Son Gohan nhìn có chút đi bộ không quá ổn vai đồ, biết rõ còn hỏi nói. Thối, đồ lưu manh, vai đồ một ổ bánh mì trực tiếp liền hướng về phía cái kia đáng ghét ra hỏa đập tới. Tâm lý nổi giận mắng, ta thế nào ngươi trong lòng mình không có điểm sóng khẽ đếm sao? Bữa ăn sáng này, có thể là Son Gohan đi tới cái thế giới này ăn vui vẻ nhất cũng hạnh phúc nhất một lần bữa ăn sáng. Nhìn cảm tình hòa hợp số 18 cùng vai đồ. Son Gohan hơi hơi bóp nắm quả đấm. Trên vài cái thúng, vừa nặng, bất quá, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bất luận kẻ nào đều không thể trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh hơn. Ăn điểm tâm xong sau đó, Son Gohan lại cùng vai đồ cùng số 18 ngồi một hồi. Liền là tiếp tục bắt đầu tu luyện, nghĩ phải trở nên mạnh, muốn bảo vệ mình nghĩ người giám hộ, vậy hắn đang tu luyện trên con đường này. Liền một bước đều không thể dừng lại. Chương 166, trở lại khởi điểm, cảnh còn người mất. Dựa theo Beerus bọn họ ý tứ, nếu thứ 6 vũ trụ có cầu nguyện châu, như vậy thứ 7 vũ trụ cũng nhất định sẽ có. Mà còn Vegeta nói qua, Bulma có thể làm ra có thể tìm được cầu nguyện châu siêu cấp radar. Cho Bulma, ngươi siêu cấp radar làm tốt sao? Beerus nhìn một chút Bulma hỏi. Ngươi cho rằng là chế tạo một cái siêu cấp radar dễ dàng như vậy à? Bulma giận dữ nói, những người này, thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Không có chút nào biết nhân viên kỹ thuật khổ cực. Bất quá, ta có một ý kiến, có lẽ có thể không cần Long Châu radar liền có thể tìm được thứ 7 vũ trụ cầu nguyện châu. Bulma tự cho là thông minh gõ ngón tay, hướng về phía mọi người nói, chúng ta có thể trực tiếp hỏi địa cầu thần Long. Khiến nó nói cho chúng ta biết thứ 7 vũ trụ cầu nguyện châu tại nơi nào không là tốt rồi sao? Còn tạo cái gì Long Châu radar à? Ồ, không nghĩ tới người nữ nhân này có lúc còn thật thông minh sao? Beerus nhìn Bulma, cười cười nói. Có đơn giản như vậy thô bạo phương pháp, quả thật không cần phí sức đi chế tạo cái gì siêu cấp radar. Chờ một chút, các ngươi cũng muốn quá đơn giản đi. Lúc này... Vẫn không có mở miệng Son Gohan đột nhiên mở miệng nói, địa cầu thần Long là địa cầu thiên thần chế tạo, cầu nguyện châu đây chính là vũ trụ vật, nó không có năng lực lớn như vậy. Mà còn, Bulma, người cũng không cần đi chế tạo siêu cấp radar. Ồ, mọi người đưa mắt về phía Son Gohan, không cần chế tạo siêu cấp radar. Son Gohan, ý ngươi là, Beerus không hiểu nhìn về phía Son Gohan, hỏi. Cầu nguyện châu là hai cái vũ trụ chỉ có 7 cái, Champa sở dĩ trong tay có 6 cái, là bởi vì 3 cái là từ thứ 7 vũ trụ trộm đi. Son Gohan nhàn nhạt giải thích, lại để cho Beerus biểu tình hết sức khó coi lên. Son Gohan, người nói chính là thật, Champa tên kia trộm thứ 7 vũ trụ cầu nguyện châu. Beerus cặp mắt hơi hơi nheo lại, khó trách Champa cái kia đáng ghét chết mèo mập, luôn là lén lén lút lút tới thứ 7 vũ trụ. Nguyên lai là sớm có dự mưu. Bất quá, loại chuyện này ngay cả Whis cũng không biết, ngươi lại là làm sao biết. Beerus ngẫm lại,
đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Son Gohan. Hắn có thể không tin Son Gohan thật có cái gì chưa biết tiên tri siêu năng lực. Ngay cả thiên sư Whis đều không biết sự tình, hắn sẽ biết. Ta là từ Zeno kia bên trong biết được. Son Gohan láo lời hoàn toàn không cần đà thảo cảo, bật thốt lên. Zeno cái kia được xưng biết được chuyện thiên hạ ra hỏa à. Mình tại sao đem người này cho quên đây? Chỉ là Whis chính là ánh mắt mị mị nhìn Son Gohan. Son Gohan bị Whis như vậy nhìn một cái, ngược là có không quá cảm giác thoải mái thấy. Whis người này, thực lực mạnh như thế nào? Son Gohan thầm kinh hãi, một cái ánh mắt, liền khiến hiện tại tại chính mình có loại này cảm giác không thoải mái thấy. Xem ra Whis thực lực, vượt qua xa chính mình dự đoán. Hẳn so Beerus cao hơn không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá, một ngày nào đó, ta muốn đưa bọn họ từng cái vượt qua đi. Bất quá như đã nói qua, Son Gohan, tỷ thí lần này, tuyệt đối không thể thua cho thứ sáu vũ trụ, minh bạch sao. Beerus tựa hồ là tin tưởng Son Gohan nói. Hướng về phía Son Gohan nghiêm túc nói. Đây là tự nhiên, Son Gohan gật đầu một cái. Thứ sáu trong vũ trụ, trừ hít cái tên kia tam skip công chiêu thức kỳ lạ một chút ra, mấy người khác, căn bản là không đủ gây sợ. Thực lực tổng hợp đều yếu hơn thứ bảy vũ trụ, coi như là hít, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn kia cái gì tam skip công, cũng không có tác dụng quá lớn. Beerus nghe Son Gohan nói, cuối cùng là bình tĩnh tâm. Nếu là hắn bại bởi Champa cái tên kia, vẫn không thể bị cái tên kia hàng ngày chào phúng a. Đây chính là hắn không nguyện ý nhất thấy sự tình. Chấm chấm chấm, đem tất cả mọi chuyện biết rõ sau đó, Beerus cùng Whis trở về. Cùng mọi người hẹn xong, 4 ngày sau đó, đón hắn nhóm đi vô danh tinh. Mà còn Beerus còn nói tìm một cái ẩn dấu tuyển thủ hạt giống. Đại khái là Monaka cái kia, vĩ đại pancake, thức ăn ngoài tiểu ca đi. Chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Beerus cùng Whis sau khi đi, Son Goku có chút không biết sau đó phải làm gì. Đại khái là Whis nơi đó đợi quá lâu duyên cớ đi. Ba, Vegeta, ta nhớ được các ngươi tại Cell lúc xuất hiện, tại tinh thần thời gian phòng chỉ tu luyện cả ngày, còn có một ngày có thể đi vào, vững chắc thực lực của chính mình. Son Gohan hướng về phía hai người nói một câu. Mặc dù hai người đã vượt qua thần cảnh giới cái kia ngưỡng cửa, chính là thực lực còn không quá vững chắc. Nếu là trong năm đó cũng còn khá tu luyện, hẳn sẽ có tiến bộ rất lớn. Ân, ta thiếu chút nữa đem tinh thần thời gian phòng chuyện này quên. Son Goku gật đầu một cái. Nếu như thời gian 1 năm nói, cho dù là không có ít hướng dẫn, bằng mượn hai người bọn họ thiên phú, thực lực tất nhiên sẽ có tinh tiến. Vegeta cũng gật đầu một cái, kia cái địa phương hoàn cảnh, quả thật thích hợp tu luyện. Ngoặc kép chấm, Gohan, người đây, không cùng chúng ta cùng đi tinh thần thời gian phòng tu luyện sao? Son Goku nhìn Son Gohan hỏi một câu, đây chính là cái tốt cơ hội a. Ta đã tại bên trong ngốc 2 ngày, không thể ở lâu, ta một hồi tìm Piccolo luyện một chút liền tốt. Son Gohan qua loa lấy lệ nói một câu, kỳ thực bằng thực lực của chính mình, cũng có thể tùy tiện xé rách tinh thần thời gian phòng là không gian. Coi như là ở bao lâu, cũng không sợ bị lưu tại cái không gian kia. Cát, Vegeta nghe được Son Gohan nói, cái gì gọi là tìm Piccolo luyện một chút, người rõ ràng chính là cầm Piccolo luyện một chút đi. Đợi Son Goku cùng Vegeta hai người tiến vào tinh thần thời gian phòng sau đó, Son Gohan thật đúng là tìm Piccolo đi đối luyện. Gohan, nơi này ngươi còn quen thuộc đi. Piccolo đem Son Gohan mang tới một nơi hẻo lánh quần sơn giữa. Nhìn một chút Son Gohan, cười cười hỏi. Đương nhiên nhớ, đây là ta bắt đầu tu luyện tiền tốt điểm. 11 năm trước Piccolo thúc thúc chính là đem ta mang tới đây tu luyện. Son Gohan nhìn kia quen thuộc cảnh tượng, bật thốt lên. Hiểu, Gohan, mới vừa rồi như vậy trong nháy mắt, ta tựa hồ thấy 11 năm trước ngươi. Piccolo kinh kinh, mấy năm nay, hắn chung quy cảm giác giác ngộ cơm đã không phải là cái kia Gohan. Chỉ là vừa trong nháy mắt đó, hắn có loại kia lâu không gặp cảm giác quen thuộc. Có lẽ là Gohan quá lâu không có để cho qua chính mình Piccolo thúc thúc đi. Ta vẫn luôn là Son Gohan. Son Gohan nhìn Piccolo, nghiêm túc nói. Tốt, Gohan, ta đây bắt đầu công kích lạc tương đương. Piccolo tự hồ tâm tình thật tốt, diện mạo dương dương, làm ra công kích tư thái.
Đến đây đi Piccolo thúc thúc. Bất quá cái này một lần, ta có thể sẽ không để cho ngươi đánh thảm như vậy nha. Son Gohan cũng là khóe miệng ngoác ngoác, làm ra tư thế chiến đấu. Chợt nhìn, tựa hồ hết thảy, trở về lại 11 năm trước từ trước. Chương 167, nhân vật mới, Masaki. 4 ngày, thoáng một cái rồi biến mất. Whis đúng hẹn tới, bất quá lần này, Beerus cũng không có cùng đi. Mà còn Whis còn mang tới một thủy tinh chế tạo phóng khoáng khối. Nói là có thể mang tuyển thủ cùng người xem đi qua. Ồ, hai người các ngươi mấy ngày nay thực lực tiến bộ rất lớn a. Whis nhìn một chút Vegeta cùng Son Goku, hai người này khí tức có thể so với mấy ngày trước ổn định rất nhiều. Nha, đây không phải là tại tinh thần thời gian. Son Goku mới vừa muốn tùy tiện nói ra nguyên do, chính là bị Son Gohan cắt ngang. Thời gian thật giống như không còn sớm ai. Chúng ta đi nhanh lên đi, đừng để cho Beerus đại nhân sốt ruột chờ. Whis người này, chính là đối thời gian phương diện này giam quản rất nghiêm khắc. Nếu là cho hắn biết tinh thần thời gian phòng tồn tại, không chừng muốn ồn ào nhảy xảy ra chuyện gì. Chấm chấm chấm, tỷ thí sân so tài, không ngoài sở liệu xây dựng ở vào thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ viên chính giữa kia vô danh tinh trên. Cụ thể thiết trí, cùng thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lôi đài giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá lôi đài toàn bộ lôi đài cùng khán đài đều là bị một tầng trong suốt bình chướng che phủ ở trong đó. Lôi đài hai bên, đối lập đứng thẳng Beerus cùng Champa hình. Mà tấm hình tương ứng hai bên, cũng là hai cái vũ trụ mỗi người khán đài. Khán đài trải qua Whis lần nữa điều chỉnh sau đó, vô cùng thoải mái. 077 bình chướng trong không khí, cũng là so địa cầu thanh tân hơn mấy phân. Thứ 6 vũ trụ 5 vị người dự thi đã thật sớm cùng Champa và Dos đi tới vô danh tinh. Theo thứ tự là Hit, Kappa, Frost, Botamo, cái này mấy khuôn mặt quen thuộc. Bất quá, còn có một tấm khuôn mặt xa lạ. Xa lạ đến ngay cả Son Gohan đều chưa từng thấy qua. Một đầu dài mà năm đen vỏ xanh thẳng khoác sau lưng. Mặc màu đen áo da bó người quần da. Đem kia vóc dáng, hot, hiện ra tinh tế. Khóe miệng, lúc nào cũng quyệt cao ngạo độ cong, tựa hồ coi trời bằng vung. Thứ 6 vũ trụ cường giả quả nhiên đều một dạng, nhất là hai tên kia, thật giống như không đơn giản. Son Goku vừa vào tràng, chính là đưa mắt về phía Hit cùng cái kia bùng nổ mỹ nữ. Đương nhiên, Son Goku cũng không phải là thưởng thức sắc đẹp của nàng. Bởi vì Son Gohan cùng Vegeta, đều từ cô gái đẹp kia trên người, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cái tên kia, cũng đạt tới thần cảnh giới. Vegeta nhìn bùng nổ mỹ nữ, trầm giọng nói. Mà còn, trả lại cho mình một loại không quá giống nhau cảm giác. Quả thật có chút không bình thường. Son Gohan cũng là thâm trầm chân mày. Hít ngược lại cũng còn khá, tự có tuyệt đối tin tưởng đánh bại hắn. Chỉ là cô gái áo đen kia, cho mình một loại áp lực cực lớn. Người này, rốt cuộc là người nào? Hai đội người dự thi lần lượt lên lôi đài. Đương nhiên, Beerus Champa, Whis cùng Vados cũng là đi vào lôi đài. Thứ 7 vũ trụ tuyển thủ dự thi, Monaka, Son Gohan, Son Goku, Vegeta, Piccolo. Mở miệng là một cái nói như thế nào đây? Coi như hắn là một cái so sánh khó mà mở miệng trọng tài kiêm giải thích đi. Thứ 6 vũ trụ tuyển thủ, Masaki, Hit, Frost, Kappa, Botamo. Masaki, quả nhiên là cái nhân vật mới a, cho tới bây giờ không nghe được qua. Chẳng trách mình cũng không nhận ra, mà còn, nàng có thể xếp hạng thứ 6 vũ trụ tổ đầu lĩnh, đủ để chứng minh nàng thực lực. Mà Son Gohan quan sát Masaki thời điểm, Masaki cũng là nhìn một chút Son Gohan, khóe miệng chứa đựng một đạo nghiền ngẫm cười. Tốt, tiếp theo ta giới thiệu một chút quy tắc tranh tài, thi đấu vòng thứ nhất, là một versus một thi đấu, thắng được tuyển thủ, sẽ tiến vào đợt thứ 2 tỷ thí. Mà đợt thứ 2, bất kể song phương vũ trụ còn lại nhiều ít thành viên, đem phải đối mặt hỗn chiến hình thức. Nói cách khác, nếu như một người trong đó vũ trụ nếu như chỉ còn lại một cái tuyển thủ, như vậy hắn sắp sửa một người đối kháng khác nhất vũ trụ còn lại 5 người. Trong tranh tài, không được sử dụng ám khí, thuốc hưng phấn, một khi kiểm chứng, lập tức hủy bỏ tư cách dự thi, coi là bỏ quyền xử lý. Bình luận viên một hơi giải thích một chuỗi dài. Cuối cùng, phán định thắng thua kết quả, thứ nhất, chủ động nhận thua, thứ hai, rơi ra giới ngoại. Ta còn cường điệu hơn một điểm là, nếu như đánh chết đối thủ,
cũng sẽ bị phán định thua hết trận này thi đấu. Các vị tuyển thủ, minh bạch sao? KF, minh bạch, cái này cái thời điểm, chỉ có Son Goku cùng các ba kia hai cái đần độn gân dọc. Giống như là huấn luyện sinh thấy huấn luyện viên một dạng nghiêm túc trả lời. Ngài, cái kia, vậy thì chính là rút thăm quyết định đối thủ đi. Người trọng tài xấu hổ xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, nói. Kết quả rút thăm, Monaka, Masaki, Son Gohan, Frost, Son Goku, Botamo, Vegeta, Kappa, Piccolo, Hit. Kết quả rút thăm xem ra đối với bọn hắn vẫn có lợi nhuận. Nếu như thuận lợi nói, như vậy thứ bảy vũ trụ Son Gohan, Son Goku cùng Vegeta ba người hẳn cũng có thể tấn cấp. Chỉ bất quá, Hit cùng Masaki hai tên kia, cũng không phải bớt chuyện ra hỏa a. Tốt, nếu kết quả rút thăm đã đi ra, như vậy mọi người liền các từ trở lại khán đài, sân giao cho chúng ta tổ thứ nhất tuyển thủ. Chờ tất cả mọi người trở lại khán đài sau đó, người trọng tài mở miệng nói, trận đầu tỷ thí, thứ bảy vũ trụ Piccolo đối chiến thứ sáu vũ trụ Hit. Gohan, trận này thi đấu, ta khả năng thắng không? Piccolo nhìn một chút khán đài nhắm mắt dưỡng thần Hit, hướng về phía Son Gohan trầm giọng nói. Cái tên kia, cứ ngồi như vậy, đã làm cho mình cảm nhận được áp lực cực lớn. Hoàn toàn liền không có bất kỳ không cản trở. Không việc gì, Piccolo thúc thúc, toàn lực ứng phó. Son Gohan hướng Piccolo gật đầu một cái. Piccolo thực lực bây giờ cũng chính là Super Saiyan 3 đỉnh phong. Mà Hit, coi như là Son Goku cùng Vegeta gặp, cũng tương ngộ làm chật vật. Cho nên, trận này thi đấu kỳ thực đã thua hết. Hai người rơi vào lôi đài. Hit như cũ đem hai tay cắm ở đại túi áo trong, tựa hồ là không chút nào đem Piccolo coi vào đâu. Thích thích, đáng ghét, người này. Loại này khinh bỉ tư thái, khiến Piccolo vô cùng khó chịu. Người chính là chính mình đi xuống đi, người không phải đối thủ của ta. Hít chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Piccolo, thanh âm rất nhạt, rất lạnh. Cắt, mặc dù biết ngươi rất mạnh, nhưng là khiến ta đầu hàng, không thể nào. Nha, ha, Piccolo tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt điều động khí tức. Lấy ra toàn bộ thực lực. Wow, Piccolo hiện tại cũng thật là lợi hại a. Son Goku giật mình nhìn Piccolo. Người này, xem ra tu hành cũng rất tốt ha. Bất quá, Piccolo thúc thúc hẳn kiên trì không được một chiêu. Son Gohan ánh mắt thâm trầm, thấp giọng nói. Cái gì? Lần này, ngay cả Vegeta đều là kinh ngạc nhìn Son Gohan. Mặc dù Piccolo thực lực không bằng hắn và Son Goku, chính là tên kia có thể một chiêu đánh bại Piccolo, không quá có thể đi. Chương 168, thứ bảy vũ trụ, hai thắng một thua. Chỉ thấy Hit không chút nào bởi vì Piccolo điều động khí tức mà có chút ba động. Thậm chí ngay cả quả đấm cũng không có từ trong túi lấy ra. Đáng ghét ra hỏa, xem thường tương đương ta nhưng là phải thua thiệt. Piccolo thân thể một thân, hữu quyền hung hãn hướng Hit đánh đi qua. Ở cách Hit chỉ có 2 mét khoảng cách thời điểm, tay phải đột nhiên đưa ra, thành dài đi vòng qua Hit sau lưng. Một viên năng lượng cầu từ lòng bàn tay sinh ra. Piccolo khóe miệng một cong, người này, quá tự tin. Khoảng cách gần như vậy, chính mình tiền hậu giáp kích, hắn căn bản là không cách nào trốn. Bất quá sau một khắc, Piccolo thân thể trực tiếp giống như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài. Tại mặt đầy dưới khiếp sợ, nặng nề té xuống lôi đài. Ngực, một cái thật sâu quyền ảnh, đau đớn kịch liệt từ nơi đó truyền tới. Chuyện này, điều này sao có thể? Trừ Son Gohan cùng Whis, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn Hit. Cái này người, cũng quá kinh khủng đi. Trong nháy mắt đó công kích, ngay cả Vegeta cùng Son Goku chỉ là thấy một tàn ảnh. Hắn hai biết, đừng nói là Piccolo, cho dù là chính mình, tại khoảng cách gần như vậy dưới, kết quả tuyệt đối cùng Piccolo một dạng. Whis, cái tên kia, xảy ra chuyện gì? Mirus cau mày, hỏi. Hit, vũ trụ cấp sát thủ, hắn mới vừa rồi thi triển chiêu thức, là tam skip công, có thể đông thời gian không, một giây. Whis con mắt mị mị, nhìn Hit. Giải thích, cái gì? Son Goku cùng Vegeta thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Không, một giây, đó là cái gì dạng khái niệm? Đối với bọn hắn như vậy cao thủ, không, một giây khả năng ý nghĩa thắng bại. Son Gohan ngoác ngoác khóe miệng, Hít thực lực, cũng không chỉ là đông thời gian không, một đơn giản như vậy.
Vân Đạm Phong khinh đánh bại Piccolo, hít đưa mắt hướng Son Gohan đám người liếc một cái. Sau đó trở lại chính mình chỗ ngồi, lần hai nhắm mắt dưỡng thần. Hít thật là tốt nha. Beerus, các người thứ bảy vũ trụ tuyển thủ cũng thái thủy đi. A ha ha ha, đến từ Champa vô tình cười nhạo, khiến Beerus sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vegeta, trận này, vô luận như thế nào đều muốn bắt lại cho ta tới. Beerus hung tợn nói, Vegeta cũng không để ý gì tới sẽ Beerus nói, mà là khóe miệng dương dương. Thứ sáu vũ trụ Saiyan sao? Khiến ta xem một chút thứ sáu vũ trụ Saiyan có cái gì dạng thực lực. Vegeta cùng cấp ba đồng thời rơi vào lôi đài. Người chính là thứ bảy vũ trụ Saiyan đi. Người khỏe, ta gọi là cấp ba. Cấp ba vô cùng hữu hảo đưa tay ra. Cắt, số tiểu tử, chúng ta bây giờ có thể là đối thủ. Hiện tại làm cái này, không quá thích hợp đi. Vegeta cao ngạo ôm cánh tay. Khóe miệng chứa đựng cười nói. Nhìn kia gầy lúc nào cũng có thể bị một gió thổi đi cấp ba. Cũng đúng, vậy thì chờ một lát đi. Cấp ba làm ra tư thế chiến đấu. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Tiểu tử này, theo ta tư thế chiến đấu còn rất giống nha. Vegeta nhìn cấp ba, còn giống như thật thích. Ta đầy công kích lạc tương đương. Tiếng nói vừa dứt, chính là hướng Vegeta đánh tới. Bất quá, tốc độ kia, tại Vegeta trong mắt, thật sự là quá chậm. Đoàng đoàng đoàng. Cấp ba công kích bị Vegeta tùy ý ngăn cản trở về. Dưới chân, không chút nào lui về phía sau. Tiểu tử này, lực lượng cũng quá yếu đi. Vegeta nhìn cấp ba, chẳng lẽ thứ sáu vũ trụ Saiyan, thực lực yếu như vậy sao? Này, người chính là biến thành Super Saiyan đi. Như người vậy trạng thái, chính là thắng không ta. Vegeta khóe miệng vẫy lên, hướng về phía cấp ba nói. Cấp ba trạng thái bình thường. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, quả thật cùng tự có chênh lệch rất lớn. Cái gì, Super Saiyan, đó là cái gì? Ta không biết a. Cấp ba nghe Vegeta nói, mặt đầy mờ mịt. Hắn biết Saiyan, chính là, Super Saiyan là cái gì? Hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Cái gì, ngươi không biết Super Saiyan là cái gì? Vegeta cả kinh, nguyên lai thứ 6 vũ trụ Saiyan ngay cả Super Saiyan cũng không biết. Ngoặc kép, coi trọng, đây chính là Super Saiyan. Vegeta quả đấm nhẹ nhàng bóp một cái, màu vàng kim khí tuyền trong nháy mắt từ lòng bàn chân bay lên. Tóc màu vàng kim, lãnh đạm nhãn cầu màu xanh lục. Cái gì, cường đại như vậy khí. Đây chính là Super Saiyan. Cấp ba vô cùng kinh hãi nhìn hình tượng đại biến Vegeta, trong mắt là khiếp sợ, còn có kính mến, hướng tới. Chẳng lẽ... đây chính là Saiyan tối cường lực lượng sao? Không cầu hoa tươi, cấp ba biểu tình rõ ràng khiến Vegeta vô cùng hưởng thụ. Trừ chăng, nhưng thật lâu đều không người như vậy sùng bái qua chính mình. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trang xiên trang toàn bộ, Vegeta một hơi trực tiếp biến thành Super Saiyan 3. Super Saiyan 3, ta có thể nói cho ngươi biết là, cái này có thể xa hoàn toàn không phải Saiyan cực hạn. Vegeta tự hào nói. Bởi vì hiện tại tại chính mình, đã vượt qua xa cảnh giới này. Cấp ba trong miệng khiếp sợ có thể nhét cái kế tiếp bóng cao su. Chuyện này, đây chính là thứ bảy vũ trụ Saiyan sao? Tốt, thật là mạnh, hảo hảo đi lĩnh ngộ đi. Giả vờ côn kết thúc, chỉ thấy Vegeta thân thể đột nhiên biến mất, một quyền nặng nề đánh vào cấp ba trên bụng. Cấp ba sắc mặt đông lại một cái, con người đột nhiên co rút nhanh, ôm bụng, mềm mềm té xuống đất. Trận thứ hai người thắng, thứ bảy vũ trụ, Vegeta tuyển thủ. Trọng tài lớn tiếng nói. Ô Champa, xem ra các ngươi thứ sáu vũ trụ Saiyan, hơi yếu nha. Ngay cả Super Saiyan là cái gì cũng không biết. Một buổi sáng được thế, Beerus cũng là chút nào không tiếc rẻ hướng Champa phát động vô tình trào phúng. Thích thích thích, không có dùng ra hỏa. Champa khí nghiến răng nghiến lợi, cùng mới vừa rồi hít thái độ, tưởng như hai người. Champa người này thật là quá hẹp hòi, thua một trận thi đấu liền thờ hồn hển dáng vẻ. Beerus hừ lạnh một câu, tà phiêu Champa chào cười nói. Nha hô hố, Beerus đại nhân sợ là quên mới vừa rồi là người nào khí cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Whis che miệng một cái, vô tình buộc Beerus tâm. Cắt, lắm mồm ra hỏa. Tiếp đó, trận thứ ba thi đấu, thứ bảy vũ trụ Son Goku đối chiến thứ sáu vũ trụ Botamo.
Trận thứ 3 thi đấu, trong dự liệu kết quả, Botamo bị Son Goku sinh kéo cứng rắn túm ném ra bên ngoài sân. Botamo, ta dù gì cũng là thứ 6 vũ trụ cao thủ, cho chút mặt mũi, nhiều miêu tả dưới kẻ hèn thôi. Tác giả Gia Gia Tôm, biến, lớn lên cùng phân một dạng, Hoàng Sán Sán, viết ngươi nói, lại nên nước số chữ. Lại nói, tự có nhiều ít thực lực, tâm lý không có một chút, sóng một mấy sao. Tiếp đó, có thể là chúng ta vai chính ra sân thời gian. Trận thứ 4, thứ 7 vũ trụ Son Gohan đối chiến thứ 6 vũ trụ, hòa bình sứ giả, Frost. Chương 169, cút sang một bên, ngụy quân tử. Tiếp đó, trận thứ 4 thi đấu chính thức bắt đầu, từ thứ 7 vũ trụ Son Gohan tuyển thủ đối chiến thứ 6 vũ trụ Frost tuyển thủ. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Son Gohan mang theo nụ cười lạnh nhạt, hướng về lôi đài. Frost cũng là đứng ở trên lôi đài. Cùng thứ 7 vũ trụ Frieza khác nhau là Frost trên mặt cũng không có Frieza kia chân tiểu nhân âm hiểm, mà là chứa đựng hiền hòa mặt mày vui vẻ. Bất quá, ngụy quân tử, có thể thường thường so chân tiểu nhân càng làm cho người ta chán ghét. Các hạ hạnh ngộ, có thể cùng thứ 7 vũ trụ dũng giả đối chiến, ta phi thường vinh hạnh. Frost một tay để ở trước ngực, hướng Son Gohan khẽ gật gật đầu, phi thường khách khí nói. Son Gohan nhìn tấm kia cùng Frieza giống nhau như đúc khuôn mặt, tự liên thanh thanh âm, đều là giống nhau như đúc. Nghĩ đến Frost làm người, Son Gohan nhất thời cảm thấy, hắn càng hy vọng hiện tại ở trước mặt mình, là trên mặt mang tà tà độ cong, 673, Frieza. Cút sang một bên, Son Gohan lạnh lùng thanh âm từ miệng trong phát ra tới. Cái gì, Frost sắc mặt đông lại một cái, chính mình không nghe lầm chứ. Thứ 7 vũ trụ chào hỏi cách thức, dã man như vậy sao? Trên mặt lơ đãng thoáng hiện lên một chút âm trầm, bất quá trong nháy mắt liền bị hắn ẩn tàng đi. Sau đó, thẳng vượt qua Son Gohan, hướng về phía thứ 7 vũ trụ quan chúng đài bên này, cười nói, thứ 7 vũ trụ các vị thân sĩ thục nữ, thật đáng tiếc chúng ta không thể không phân chia địch ta hai phái, bất quá đây chỉ là một tràng cách đấu thi đấu, hy vọng tại sau trận đấu, chúng ta có thể bắt tay giảng hòa, trò chuyện với nhau thật vui. Nói xong, Frost đem biểu hiện trên mặt điều chỉnh đến tốt nhất. Ồ, chuyện này, thứ 6 vũ trụ Frieza, thật giống như cùng chúng ta bên này có chút không giống nhau a. Ừ, cùng Frieza thật là tưởng như hai người. Nhìn thân sĩ không Bios, mọi người một trận kinh ngạc. Cắt, thật là một tấm khiến người xem không thoải mái khuôn mặt. Vegeta hư lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác. Ta cũng có chút không qua lẫn nhau Nobunaga lấy Frieza khuôn mặt ra hỏa, sẽ là một người tốt. Piccolo ánh mắt thâm trầm, nhìn vẻ mặt người hiền lành Frost, bĩu môi một cái nói. Mà còn, xem Gohan biểu tình, tựa hồ cũng đối người này không có cảm tình gì. Này, hai người đừng nói như vậy nha. Nói không chừng bên này Frieza vốn chính là cái này người tốt đây. Son Goku nghe hai người đối Frieza oán hận chất chứa khá sâu. Chính là nhỏ giọng lầm bầm đến. Bulma cùng Chi Chi Krillin những này non đầu xanh, đã bị Frost lời nói này nói có chút tin chắc, thứ 6 vũ trụ Frost cùng Frieza là chính lật hai mặt tài liệu giảng dạy. Kể xong chính mình động tình diễn giảng sau đó, Frost rốt cuộc thì đi tới Son Gohan đối diện. Tốt, tiếp đó, bắt đầu. Trọng tài hướng về phía hai người ra lệnh một tiếng. Nhiều chỉ giáo, Frost vẫn là một bộ người tốt tư thái. Lần hai hướng về phía Son Gohan ôm quyền. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chỉ giáo ngươi. Son Gohan khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tươi cười. Chính mình cũng sẽ không giống Vegeta như vậy, nhẹ nhàng thoải mái liền đánh bại hắn. Như vậy, có thể quá không có ý nghĩa. Nhìn hai người chuẩn bị ổn thỏa, Beerus gõ đồng la. Ta đây mà đắc tội lạc tương đương. Frost thân thể chợt lóe, nhếch miệng lên thật dài độ cong, hướng về phía Son Gohan bạo lướt qua đi. Chỉ thấy Frost thân thể nhảy lên một cái, hai chân định kẹp lại Son Gohan đầu. Son Gohan thân thể hơi hơi một điều, nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát đi. Tay trái thành chảo, đem Frost chân trần trụi nắm trong tay. Sau một khắc, Frost trực tiếp bị Son Gohan xoay tròn nện vào trong võ đài. Sau đó một cước giẫm ở Frost ngực ra, hung hãn xoa xoa. Người có biết hay không, ta ghét nhất, chính là ngươi loại này khoác chính nghĩa áo khoác ngụy quân tử. Son Gohan thanh âm bình thản nhìn vẻ mặt vẻ thống khổ Frost, nói. Ngươi,
Ngươi nói cái gì? Frost không tưởng tượng nổi nhìn Son Gohan. Người này là ý gì? Chẳng lẽ hắn biết rõ mình sau lưng làm người? Chính là, làm sao có thể chứ? Hắn là thứ bảy vũ trụ người, căn bản là không thể nào biết. Những chuyện kia, chính là ngay cả thần hủy diệt Champa cũng không biết a. Gohan, cố lên, lúc này, số 18 cùng Vidal cũng là lớn tiếng cho Son Gohan cố lên gào thét. Các nàng cũng mặc kệ ngươi Frost là người tốt kẻ xấu vẫn giả bộ người tốt kẻ xấu. Ơ kìa, tên kia thật giống như cũng rất không sai ai. Gohan hình như là hạ thủ có chút ác đi. Bulma cùng Krillin nhìn Son Gohan động tác, rõ ràng có chút cảm giác Son Gohan làm có chút qua. Chỉ là tỉ thí mà thôi, thắng liền tốt, không cần phải dưới nặng tay, huống chi Frost thật giống như người cũng thật tốt không. Cắt, ngây thơ ý tưởng. Vegeta chừng liếc mắt Krillin cùng Bulma. Nếu Son Gohan làm như vậy tất nhiên là hắn phát hiện cái gì. Mà lúc này, Champa căm phẫn nhìn Beerus, lớn tiếng hét lên, này, Beerus, các ngươi thứ bảy vũ trụ cũng quá không có thân sĩ phân độ đi. Chỉ thấy Beerus mặt đầy nhàn nhã nói cắt, là các ngươi vũ trụ quá thức ăn đi. Sau đó, lại không phản ứng Champa. Son Gohan một cước đem Frost đá bên cạnh lôi đài, khống chế lực đạo vừa vặn. Cứ như vậy đem hắn đào thải, thật sự là có chút quá tiện nghi người này. Biến thành ngươi hình thái cuối cùng đi. Ngươi loại này hình thái, ở trước mặt ta, ngay cả con chó cũng không bằng. Son Gohan lạnh lùng nhìn chằm chằm Frost, mang theo nồng đậm trào phúng, nói. Thích, Frost trong mắt rõ ràng thoáng hiện lên nồng đậm sát ý. Bất quá nhưng là bị thật sâu đè xuống. Không thể không nói, người này ẩn nhẫn lực, có thể Beverly tát mạnh hơn rất nhiều. Không phải ta không muốn thay đổi hình thái cuối cùng, mà là ở một lần. Frost vừa định biên tạo chính mình anh hùng sự tích, nhưng là bị Son Gohan cắt ngang. Im miệng đi ngươi, lại nghĩ thông mới phiến tình diễn giảng, ngươi là dạng gì người, ta rõ ràng đây. Son Gohan không chút nào cho Frost mặt mũi. Ngươi, dù là lấy Frost trở nên mạnh mẽ ẩn nhẫn lực, cũng là bị Son Gohan chọc giận. 4, có chút cắn răng nghiến lợi nhìn Son Gohan. Tốt đi, ngươi nghĩ xem ta hình thái cuối cùng, ta tác thành ngươi. Bất quá ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nha, ha, Frost vừa dùng lực, một đạo màu tím ánh sáng tràn ngập toàn trường, chính là trực tiếp biến thành thon nhỏ hình thái cuối cùng. Son Gohan không hề bị lay động, người này hình thái cuối cùng, thậm chí ngay cả Frieza hình thái cuối cùng cũng không bằng. Chỉ thấy Frost mấy cái lắc mình, liền là xuất hiện ở Son Gohan đỉnh đầu, hướng về phía Son Gohan nặng nề một quyền đập xuống. Một tiếng nặng nề tiếng vang, Son Gohan vững vàng đem Frost quả đấm tiếp theo. Sau đó, nhấc chân phải lên, một cước đá vào Frost trên bụng. Frost bị đau ngũ quan vặn vẹo, Son Gohan một cước lực lượng, thật sự là có chút quá lớn. Chương 170, đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Chỉ bất quá, Son Gohan tay, chính là không chút nào buông ra ý tứ. Lên một quyền lại một quyền, một cước lại một cước đi Frost trên người kêu. Khiến Frost một trận lại một trận mộng bức, bị đau không chịu nổi. Có thể là hoàn toàn không có sức phản kháng khí. Chỉ thấy thứ 6 vũ trụ tuyển thủ đài cấp 3 đã tỉnh lại. Nhìn trên lôi đài vô cùng thê thảm hình ảnh, nắm thật chặt quả đấm. Thứ 7 vũ trụ Saiyan, thế nào sẽ như vậy tàn bạo? Mà còn, không chỉ có tàn bạo, mà còn thực lực còn dị thường cường. Cắt, yếu gà, ngồi xuống. Champa nhìn cấp 3, khí không đánh vừa ra tới. Lạnh lùng uống được. Cáp ba chỉ có thể ủ rũ ngồi xuống. Mà trên lôi đài Son Gohan, tựa hồ cũng là đối thuộc về nửa trạng thái hôn mê Frost mất đi hứng thú. Cốt đi, Son Gohan một cước quét ra, chỉ thấy Frost hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đánh nát Vados chế tạo năng lượng bình chướng, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất. Trên mặt như cũ mang theo thần sắc thống khổ, hiển nhiên ý thức đã có nhiều chút không quá rõ ràng. Vados. Làm thứ 6 vũ trụ thiên sứ, ta cảm thấy cho ngươi có nghĩa 20 vụ đem Frost người này gốc gác bóc nuốt một cái, không nên để cho mọi người cảm thấy ta là một cái ngược đãi cuồng. Son Gohan đem Frost đá ra bên ngoài sân sau đó, nhìn về phía thứ 6 vũ trụ tuyển thủ đài bên kia Vados, mở miệng nói. Vados vốn là hơi kinh hãi, sau đó đem Frost một chút phong cách hành sự cùng làm qua chuyện xấu hướng về phía mọi người nói đi ra. Hắc hắc hắc, ta đã nói rồi.
Frieza người này, tại sao có thể là hảo nhân? Đúng không, ta vừa mới chính là nói như thế. Bulma xấu hổ ưỡn mặt hướng về phía mọi người cười cười. Nhìn mọi người kia khinh bỉ ánh mắt, vô cùng tự giác cúi đầu xuống. À, đúng đúng đúng, ta đã sớm biết Gohan làm như vậy có chính mình đạo lý. Ha ha ha, Krillin cũng là lúng túng cười một sóng, xấu hổ cúi đầu xuống. Làm sao có thể, Frost không thể nào là loại người này. Đơn thuần cấp 3 không thể tin nhìn Frost, cái kia đã từng cùng mình chiến đấu Frost, làm sao có thể sẽ là loại người này đây. Cho Champa, các ngươi thứ 6 vũ trụ người cũng quá dối trá đi. Beerus được nước hướng Champa phất tay một cái, mặt đầy ghét bỏ, cái này làm cho Champa hận không được lập tức tại chỗ phá hủy Frost cái này cho chính mình mặt đen ra hỏa. Chỉ bất quá, là biểu hiện chính mình độ lượng, liền không ở nơi này xử trí, trở lại thứ 6 vũ trụ, nhất định sẽ không bỏ qua cho cái này đáng ghét ra hỏa. Champa đem ánh mắt nhìn về phía Hit cùng Masaki hai người, trong lòng âu khí, mới bình phục mấy phần. Bất kể thế nào nhảy đát, chỉ cần Hit cùng Masaki đồng thời ra sân, như vậy thắng lợi sau cùng, nhất định là thuộc về thứ 6 vũ trụ. Kế tiếp chiến đấu, vòng thứ nhất cuối cùng một trận. Tất cả mọi người tương đối muốn nhìn một chút, Beerus trong những cái này ẩn giấu tuyển thủ, nhìn qua chút nào không đặc điểm Monaka, thực lực mạnh như thế nào. Thuận tiện, nhìn một chút bên kia cái kia gọi là Masaki thứ 6 vũ trụ vương bài, thực lực như thế nào. Chỉ có Son Gohan cũng không giống như là rất quan tâm. Bởi vì này chàng thi đấu, Beerus tuyệt đối sẽ bỏ quyền. Thức ăn ngoài tiểu ca nhất định là không đánh lại Masaki. Tiếp đó, chính là chúng ta vòng thứ nhất cuối cùng một trận thi đấu, từ thứ 7 vũ trụ Monaka tuyển thủ đối chiến thứ 6 vũ trụ nữ thần cấp tuyển thủ, Masaki. Có thể là bởi vì này chàng có mỹ nữ duyên cớ, trọng tài cũng là dị thường phấn khởi. Thanh âm vang dội giải thích, chỉ thấy Masaki như ma quỷ vóc người nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là rơi vào trên lôi đài. Mà Monaka tuyển thủ, mặt đầy si ngốc nhìn phía trước, tựa hồ là minh tưởng. Không chút nào ý thức được trận này là mình thi đấu. Này, Monaka, nên ngươi ra sân. Son Goku đi tới Monaka trước mặt, phất tay một cái. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này Beerus đại dân cư trong ẩn giấu vương bài, mạnh như thế nào. Nhìn thấy Son Goku, Monaka thân thể nhẹ nhàng run rẩy, vẫn là si ngốc nhìn về phía trước. Mà lúc này đây, Beerus đi tới Son Gohan trước mặt. Son Gohan, cái kia gọi Masaki thật không đơn giản, người có nắm chắc hay không thắng nàng. Beerus chau mày, hắn từ cái kia Masaki trên người, cảm giác hết sức quen thuộc cảm giác. Son Gohan cười cười nói, không phải có Monaka có ở đây không? Hắn cũng có thể đối phó đi. Beerus nhìn Son Gohan nụ cười kia, người này, tuyệt đối là biết Monaka sự tình. Hừ, Monaka hiện tại thân thể có chút khó chịu, cho nên trận này, Monaka bỏ quyền. Beerus quay đầu đi, mặt đầy ngạo kiều huýt sáo, nói. Cát, thật là như vậy kết quả sao? Bất quá, cái kia gọi là Masaki, quả thật rất mạnh, không biết mình có thể hay không đối phó. Hơn nữa còn có một cái hít. Cuối cùng, tại bị Champa châm chọc một sóng sau đó, Beerus lựa chọn khiến Monaka bỏ quyền. Dù sao, Monaka vốn chính là một cái bình thường thức ăn ngoài tiểu ca. Hoàn toàn là vì kích phát Son Gohan đám người ý chí chiến đấu mới đi tìm. Thật theo chân bọn họ đánh, là không thể nào. Bỏ quyền, ngài là nghiêm túc sao? Người trọng tài rõ ràng là chần chờ một khắc, liền hiện nay hình thức mà nói, thứ 7 vũ trụ có lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu như thắng nữa một trận, kia nhưng chính là năm đánh một cục diện. Tốt như vậy cơ hội, vậy mà lựa chọn làm cho mình vũ trụ vương bài bỏ quyền. Quả nhiên, thần thế giới chúng ta những này phàm nhân không hiểu lắm. Người dám nghi ngờ thần hủy diệt quyết định, cẩn thận ta phá hủy ngươi. Beerus sầm mặt lại đe dọa trọng tài. Nghe được Beerus đe dọa, trọng tài thân thể run rẩy, mau mau mở miệng lần nữa. Như vậy, thứ 7 vũ trụ Monaka tuyển thủ bỏ quyền, cho nên là thứ 6 vũ trụ Masaki tuyển thủ chiến thắng. Tiếp đó, chính là thi đấu đợt thứ 2, để cho chúng ta có thứ 7 vũ trụ, Son Gohan, Son Goku cùng Vegeta tuyển thủ ra sân, thứ 6 vũ trụ Masaki cùng Hit tuyển thủ ra sân. Kèm theo tài 683 sử viên thanh âm rơi xuống.
5 người đồng loạt rơi vào bên trong sân, lẫn nhau đánh giá đối thủ. Mà hít cũng là đưa tay từ phong túi áo trong lấy ra, hiển nhiên hắn là chuẩn bị nghiêm túc. Mà Masaki vẫn là khóe môi nhếch lên cao ngạo độ cong, ánh mắt chính là chưa bao giờ rời đi Son Gohan trên người. Nếu sở hữu tuyển thủ dự thi đã vào vị trí, như vậy ta tuyên bố bắt đầu tranh tài. Người trọng tài nói xong, mau mau rời khỏi bên ngoài sân. Hắn rõ ràng cái này chàng chiến đấu phá hư lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chính mình đợi tại lôi đài, thật sự là quá nguy hiểm. Champa đầu ngón tay điểm ra một vệt sáng, gõ đồng la. Masaki, hít, cho ta tốt dễ thu dọn thứ 7 vũ trụ đám này không biết sống chết Saiyan. Đồng thời Champa đứng lên, cho hít cùng Masaki động viên cố lên. Ba người các ngươi, cho ta đem thứ 6 vũ trụ người mau mau ném xuống. Mirrors cùng Champa bốn mắt nhìn nhau, cọ sát ra ái tình. Không đúng, chỉ là tia lửa, mà trên khán đài mọi người cũng là phất cờ hò reo. Trong lúc nhất thời, về khí thế đã áp chế thứ 6 vũ trụ. 3-2, thật đúng là có chút không tốt phân a. Son Gohan khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn Masaki, nhàn nhạt lên tiếng. Hít, hai tên kia liền giao cho ngươi, cái này, ta tới thu thập. Masaki ngữ khi cao ngạo hướng về phía Hít nói. Hít mặc dù không có trả lời, nhưng là ánh mắt, chính là nhìn chăm chú về phía hai người. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 171, toàn diện áp chế, Hít thực lực. Nhìn dáng dấp chúng ta muốn kể vai chiến đấu nha. Vegeta, Son Goku cười hắc hắc, nhìn ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn và Vegeta hai người Hít, nói. Hừ, Kakalo, ngươi không phải xuất thủ, loại người này, ta một cái người liền có thể thu thập. Vegeta hướng về phía Son Goku quát lạnh một tiếng. Mấy tháng này tại thần hủy diệt điện tu luyện, đã khiến hắn hoàn toàn vượt qua Super Saiyan cực hạn, lĩnh ngộ thần cảnh giới. Loại kia tự tin cao ngạo tính cách, cũng theo chứa thực lực bành trướng. Vegeta, không thể khinh địch. Nghe Vegeta kia cuồng vọng ngữ khí, Son Gohan cau mày một cái, trầm giọng nói. Cho dù là Vegeta lĩnh ngộ thần cảnh giới, biến thành Super Saiyan Blue Vegeta, nhưng là nếu như không cách nào phá giải Hit Time Skip công nói, như cũ không thể nào là Hit đối thủ. Loại này cao ngạo tính cách, nhất định ăn thiệt thòi. Đúng vậy, Vegeta, cùng lên đi. Người này thật giống như cũng rất lợi hại. Son Goku lẩm bẩm nói. Cát, Kakalo, coi như là ta thua, cũng tuyệt đối sẽ không liên thủ với ngươi. Vegeta thanh âm cao lãnh, mặc dù khoảng thời gian này hắn thay đổi không ít, nhưng là hắn ngạo khí lại không chút nào giảm bớt. Nhìn cố chấp Vegeta, Son Gohan cũng sẽ không đi miễn cưỡng. Ngược lại lấy thực lực của hắn, tại không có phá giải Tam Skip công trước, tại Hit trước mặt tuyệt đối giữ vững không tới 2 phút. Nhìn trước mắt, Hit đối với chính mình không có uy hiếp gì, hiện tại đối thủ chủ yếu vẫn là Masaki. Nếu Vegeta muốn sức một mình đối kháng Hit, vậy liền đi đi. Vừa vặn, mình có thể cùng Son Goku hai người liên thủ, xem có thể hay không áp chế Masaki. Sau đó Son Gohan hướng về phía Son Goku liếc mắt nhìn, Son Goku cũng là vô cùng ăn ý gật đầu một cái, đi tới Son Gohan bên người, chống lại Masaki. Nếu các vị tuyển thủ đã chuẩn bị xong, như vậy, bắt đầu tranh tài. Trọng tài một thân ra lệnh. Vegeta thân thể dẫn đầu xông ra, quả đấm hung hăng hướng về phía Hit đập tới. Chỉ thấy Hit không chút nào nhìn thẳng đi xem Vegeta, mà là ở Vegeta quả đấm cách mình gò má chỉ có 3 cm thời điểm, thân thể đột nhiên bay ra ngoài. Không sai, chính là như vậy vô căn cứ bay ra ngoài. Không có ai thấy rõ ràng Vegeta là thế nào bay ra ngoài, bởi vì Hit từ đầu đến cuối đều là duy trì nguyên bản động tác. Động cũng không động, giống như là cho tới bây giờ không có ra qua chiêu một dạng. Có thể, đáng ghét, Vegeta quỳ một chân trên đất, mi đầu đại chiếu, trong cơ thể giống như phiên giang đảo hải như vậy. Người này, không chỉ là tốc độ nhanh không nhìn thấy, mà còn lực lượng cũng là kinh hãi người. Liền một quyền này, Vegeta đều có ăn chút gì đó đau không chịu nổi. Nha, ha, Vegeta chậm rãi đứng lên, trực tiếp biến thành Super Saiyan 3. Chỉ thấy Hít hơi hơi nhấc ngẩng đầu, nhìn Vegeta, lạnh lùng thanh âm phát ra tới, ngươi chính là lấy ra toàn bộ thực lực đi. Loại này hình thái, không thể có thể đỡ nổi ta. Cát,
cuồng vọng ra hỏa. Vegeta hừ lạnh một câu, lần hai nhằm phía Hit. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Son Gohan liếc mắt nhìn Son Goku, mở miệng nói. Ân tương đương, Son Goku gật đầu một cái. Thân thể hai người nhất thời giống như quỷ mị, tại chỗ biến mất. Masaki không chút nào hoảng, đứng tại chỗ, vẫn là mang theo cười nhạt khuôn mặt. Hai đạo trầm đục tiếng vang từ trên lôi đài vang lên, chỉ thấy Son Gohan cùng Son Goku quả đấm, lại là bị Masaki song trường đỡ được, mà thân thể nàng cũng chỉ là lướt qua mặt đất lui 2 mét mà thôi. Được, thật là khủng khiếp, đón đỡ Goku cùng Gohan hai quyền, cũng chỉ là lui mấy bước. Piccolo cùng Krillin hai người kinh hãi nhìn trên sân thế cục. Cái này gọi Masaki, cũng quá kinh khủng đi. Phải biết, Goku cùng Gohan hai người đều là lĩnh ngộ thần cảnh giới. Hai người liên thủ, lại chỉ là để cho nàng quay ngược lại hai bước, thật là không tưởng tượng nổi. Whis, cảm giác sao? Beerus nhìn Masaki, chân mày thật chặt nhíu lại, hỏi. Là Beerus đại nhân, Whis cũng là hơi hơi híp híp mắt, đánh giá Masaki. Chấm chấm chấm. Bất quá Son Gohan cùng Son Goku lại cũng chẳng có bao nhiêu khiếp sợ. Hai người bọn họ vốn là không có suất toàn lực, bị nhẹ nhõm đỡ được, cũng nằm trong dự liệu. Nha, ha, Son Goku cùng Son Gohan lui về phía sau mấy bước, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, hai người đồng thời biến thân. Son Gohan quanh thân vây quanh thể lỏng năng lượng, thảo mái tóc màu xanh lục hào hào dơ lên, toàn thân chớp động nhiều bó màu lam thiểm điện. Mà Son Goku chính là một tóc màu lam khí diễm. Rõ ràng là biến thành Super Saiyan. Cái này liền muốn bắt đầu dùng tới toàn lực sao? Masaki bĩu môi một cái, nhìn hai người. Không thể không nói, hai người này thực lực quả thật làm cho nàng có lấy giật mình. Rõ ràng chính là một cái bình thường Saiyan, lại có thể có thần khí tức. Bất quá, gặp chính mình, coi như bọn họ xui xẻo. Son Gohan hai người biến thân sau đó, tia không chút do dự, hướng về phía Masaki phát động điên cuồng công kích. Chỉ bất quá, biến thân Super Saiyan God hai người, tự hồ là bất kể thế nào công kích, Masaki đều là một bộ vân đảm phong khinh cảm giác, nhẹ nhàng thoải mái đem hai người công kích hóa giải đi. Nữ nhân này, vậy mà sẽ kinh khủng như vậy. Cái này làm cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ, cần muốn cái gì dạng thực lực, mới có thể tại Son Gohan cùng Son Goku biến thân Super Saiyan God dưới sự công kích. Như vậy thành thạo. Chấm chấm chấm, mà Vegeta cùng Hit bên này, Vegeta toàn thân cao thấp, đã là lần lượt mười mấy quyền. Từng ngụm thở hổn hển, buông tha đi, người thắng không ta, có thể chịu ta nhiều quyền như vậy không ngã, ngươi là người thứ nhất, chân cảm giác vinh hạnh. Hit vẫn là thanh âm bình thản nói, cắt, ta đã lĩnh ngộ thần cảnh giới, đường đường Vegeta hoàng tử, làm sao có thể sẽ thua bởi ngươi. Vegeta cắn thật chặt răng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nha, ta, Vegeta giơ lên hai cánh tay bỗng rung một cái, trực tiếp biến thành cái Son Goku giống nhau như đúc trạng thái. Super Saiyan God màu lam. Hừ, Hit, thật sự chiến đấu, hiện tại mới bắt đầu. Biến thân sau đó Vegeta, nhếch miệng lên, cao ngạo nhìn Hit, nói. Không có dùng, bất kể ngươi thế nào biến thân, kết cục đã định trước. Hít không nhúc nhích chút nào, giống như Vegeta biến thân trước cùng sau khi biến thân, không chút nào sẽ đối với chính mình có bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng. Hừ, cuồng vọng ra hỏa, ta liền khiến ngươi xem một chút, Super Saiyan God lực lượng. Bối phương triệu Gita tốc độ thật nhanh, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể đã xuất hiện ở Hít trước mặt. Nặng nề thiết quyền hướng Hít gò má đánh tới, bất quá liền tại thời điểm này. Vegeta thân thể đột nhiên lấy mắt thường khó mà phát hiện tốc độ, chuyển qua Hit sau lưng. Hướng về phía Hit, một cái roi chân quét ra đi. Chỉ là sau một khắc, chẳng biết lúc nào, Hit đã xoay người, Vegeta quét chân còn chưa xuống tại Hit trên người. Hit đầu gối đã áp sát vào Vegeta bụng, nhất thời phiên giang đảo hải cảm giác đau đớn từ bụng truyền tới, Vegeta con người bỗng co rút nhanh. Sao, làm sao có thể? Chính mình tốc độ rõ ràng đã rất nhanh. Đoàng đoàng đoàng, Vegeta toàn thân trong nháy mắt chịu Hit mười mấy quyền. Nếu như đây không phải là thi đấu, người đã chết. Hit thanh âm lạnh như băng, truyền vào Vegeta lỗ tai. PS, mọi người có hứng thú có thể thêm cái này đàn, thảo luận một chút nội dung cốt truyện. Hiện nay chỉ có một mình ta,
ba một lúc lâu, Liều Liều Tam, ta rượu hai. Chương 172, Son Gohan toàn lực, có thể, đáng ghét, Vegeta run run rẩy rẩy đứng lên, cảm giác toàn thân xương đều phải tan vỡ. Người này, mỗi một lần công kích đều không cách nào trốn, cùng với nói không cách nào trốn, còn không bằng nói là căn bản là không thấy rõ. Mà còn từng chiêu công kích yếu hại, mới vừa rồi chính mình dương đông kích tây công kích xong toàn bộ không có hiệu quả, vậy thì ý nghĩa, chính mình thật cầm hít không có biện pháp nào. Tại Super Saiyan tốc độ cùng lực lượng bên dưới, thậm chí ngay cả hít góc áo cũng không có đụng phải. Đáng ghét, ba ba, cố lên, Vegeta, cố lên, Trăng cùng Bulma nhìn trên sân phi thường bất lợi cho Vegeta hình thức, vô cùng lo lắng, căng giọng thay Vegeta cố lên. Vegeta muốn thua, Piccolo thâm trầm sắc mặt, mình và Hit giao thủ qua, cái tên kia khủng bố đến mức nào, hắn rõ ràng nhất. Tuyệt đối không phải chỉ một theo dựa vào tốc độ cùng lực lượng là có thể chiến thắng hắn. Cát, thân ta là Saiyan hoàng tử, mạnh nhất chiến sĩ, bây giờ còn chưa có ngã xuống, tại sao có thể có lùi bước ý thức, tuyệt đối không thể. Ha, Vegeta lần hai gầm lên giận dữ, màu lam khí diễm lại là dâng cao mấy phần. Nhìn Vegeta lại còn dự định chiến đấu, Hit mặt liền biến sắc, lựa chọn chủ động đánh ra. Hắn nhất định phải mau sớm đánh bại Vegeta cùng Son Gohan đám người. Như vậy, Vados cái kia qua lại khối lập phương nhưng chính là từ 213 mình. Hit tốc độ thật nhanh, nói là thật nhanh, còn không bằng nói hắn là tại di hình hoán ảnh. Bởi vì có như vậy từng đoạn thời gian, cả người hắn là hoàn toàn biến mất. Giống như là nhảy ra thời gian chế ước, cơ hồ là thân thể lóe lên trong nháy mắt, liền đã tới Vegeta trước người. Vegeta nhìn như quỷ mị xuất hiện Hit, theo bản năng hai tay bảo vệ đầu. Bởi vì là người này công kích, chính mình căn bản là không thấy được. Đoàng đoàng đoàng, sẽ ở đó sao trong nháy mắt thời gian. Hit đã liên tục đánh ra mấy chục quyền. Vegeta con ngươi mang theo nồng đậm khiếp sợ, co rút, sau đó trực tiếp biến trở về trạng thái bình thường, thân thể nặng nề bay ra ngoài, đụng vào năng lượng bình chướng trên. Sau đó rớt xuống đất, thứ bảy vũ trụ Vegeta tuyển thủ, đào thải. Trọng tài nhìn rơi xuống lôi đài Vegeta, lớn tiếng tuyên bố. Thoáng hơi, Beerus, cái gì Super Saiyan, yếu cùng cứt chó một dạng. A ha ha ha, nhìn Hit không phí nhiều sức liền đem Super Saiyan God Vegeta đào thải. Champa hướng về phía Beerus làm ra một cái mặt quỷ, lên tiếng cười nhạo nói. Masaki, Hit, mau mau thừa thế xông lên, đem hai tên kia cũng cho ta ném xuống. Thích thích thích, cái này KBD, ra hỏa diện mạo, thật đúng là để cho người vô cùng chán ghét a. Beerus khí đang run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói. Goku, Gohan, cố lên, cho ta hung hãn đánh thứ sáu vũ trụ đám kia yếu gà. Chấm chấm chấm. Xem ra cái tên kia thật rất khó đối phó a. Vegeta vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Son Goku nhìn Hit, ánh mắt lộ ra chiến đấu dục vọng. Có thể nhẹ nhàng thoải mái đánh bại Super Saiyan Vegeta, thật đúng là khiến người vô cùng hưng phấn a. Ngoặc kép, quả thật rất khó đối phó, ta nghĩ ba ba mới vừa rồi đã tại Vegeta cùng Hit trong chiến đấu, nhìn ra một chút đầu mối đi. Son Gohan nhìn khóe miệng mang theo nụ cười tự tin Son Goku, nói. Nha, có một chút cảm ngộ, bất quá người này cũng không có lấy ra thực lực tới. Son Goku cười cười, gật đầu một cái. Nói xong, từng bước hướng Hit đi tới. Một vs một, cái này cái thời điểm, tựa hồ bốn người mới thật sự nghiêm túc. Tiểu đệ đệ, ta khuyên ngươi hay là nhận thua đi. Mặc dù ngươi quả thật rất mạnh, nhưng là cùng ta vẫn có chênh lệch không nhỏ đây. Masaki nhìn Son Gohan, cười cười, cao ngạo trong mang theo quyến rũ thanh âm, hướng về phía Son Gohan nói. Tiểu tỷ tỷ, người đối với thực lực mình quá tự tin. Son Gohan cũng là cười cười, cùng trước mắt Masaki giao thủ. Có lẽ Masaki có thể đưa chính mình một trận đại tạo hóa, làm cho mình đột phá cảnh giới cao hơn. Nha, nha, Son Gohan dứt lời. Một tiếng giống to, toàn thân thể lỏng khí tức giống như là một cái to đại như vòng xoáy vậy, cao đến tầm hơn 10 trượng, bao phủ lên, mà Son Gohan đứng ở trong vòng xoáy tâm. Toàn bộ vô danh tinh, đều là theo khí tức chấn động. Chuyện này, cái này đây mới là Gohan toàn bộ thực lực sao?
Thật là khủng khiếp, Gohan thực lực so với 4 tháng trước, tựa hồ mạnh hơn quá nhiều. Người này, thật là cái yêu nghiệt. Krillin, Piccolo cùng Vegeta, đồng thời khiếp sợ lên tiếng. Vẻn vẹn 4 tháng, Son Gohan chính là có tiến bộ lớn như vậy. Ngay cả một bên Beerus, cũng là cắn răng, híp mắt, nhìn Son Gohan. Tâm lý âm thầm nghĩ tới, người này, cũng quá biến thái đi. Vẻn vẹn 4 tháng, thực lực rốt cuộc lại có kinh người như vậy tiến bộ. Nhà hồ hố hoắc, Beerus đại nhân, nếu là tiếp tục như vậy, người thật có thể bị Son Gohan vượt qua nha. Một bên Whis che miệng cười một tiếng, chát tâm nói. Thích thích thích, mà thứ 6 vũ trụ tuyển thủ trên đài, trừ Vados, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Son Gohan, dài miệng rộng. Chuyện này, đây chính là thứ 7 vũ trụ Saiyan sao? Tốt, thật là mạnh, các ba không tưởng tượng nổi lên tiếng. Ngay cả Champa, cũng là trầm mặt. Vốn là cảm giác chỉ cần Masaki ra sân, thứ 6 vũ trụ liền sẽ tất thắng, không nghĩ tới thứ 7 vũ trụ Saiyan mạnh như vậy. Nhất thời khiến niềm tin của hắn giảm bớt nhiều. Đồng thời, đầy vẻ khinh bỉ nhìn cấp 3, thật là người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. Đây chính là người toàn bộ thực lực sao? Quả thật làm cho ta ngoài ý muốn. Masaki cũng là tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lần hai khôi phục cao ngạo thần sắc, hướng về phía Son Gohan nói. Lúc này Son Gohan, kinh khủng kia khí tuyền, đã bị hắn toàn bộ hút vào bên trong cơ thể. Mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng lãnh đạm ánh sáng màu xanh biếc. Khí tức không có có một tí lộ ra ngoài. Bất quá hoàn toàn có thể cảm giác được, lúc này Son Gohan trong cơ thể hàm chứa một cổ không ai sánh bằng khí tức. Mỗi một tấc bắp thịt đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Đây chính là ta toàn bộ, tiếp đó ta ước chừng phải công kích lạc tương đương. Son Gohan nhếch miệng lên một vòng tà mị độ cong, quả đấm hơi hơi bóp bóp. Tại mọi người biểu tình kinh ngạc dưới, Son Gohan thân thể vô hình biến mất. Thậm chí so hít cò nhanh hơn 3 phân. Lúc xuất hiện, quả đấm đã hướng Masaki kêu đi. Masaki hưng phấn cười một tiếng, Son Gohan bày ra thực lực, để cho nàng vô cùng hưng phấn. Đồng thời cũng là đấm ra một quyền đi. Từng quyền đụng nhau, một đạo cuồn cuộn sóng trùng kích trực tiếp đem khán đài hất lui tầm hơn 10 trượng. Tại Whis cùng Vados dưới sự khống chế, mới ổn đi xuống. Mà cũng trong lúc đó, Masaki thân thể bạo xạ mà ra, đập ầm ầm tại năng lượng bình chướng trên. Răng rắc, mảnh vết nứt nhỏ giống như mạng nhện từ bình chướng trên lan tràn ra. Sau đó trực tiếp nổ bể ra tới. Cái gì? Hít sầm mặt lại, vừa mới cái kia ra hỏa tốc độ vậy mà vượt qua chính mình tam skip công. Cái này cái thời điểm phân tâm, cũng không quá tốt nha. Son Goku nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Một quyền đập ầm ầm tại hít trên hai gò má. Đang khiếp sợ trong, hít thân thể cũng bay ra ngoài. Mà lăng lập bầu trời Masaki, trên mặt cao ngạo thần sắc dần dần cứng lại, biến mất. Thay vào đó, là nghiêm túc, bởi vì phía dưới cái tên kia, đã có làm cho mình nghiêm túc thực lực. Chương 173, Super Saiyan Blue giới vương quyền, dọn về ưu thế. Ha, Masaki một tiếng khẽ kêu, quanh thân nhất thời xuất hiện một tầng cuồng bạo năng lượng màu đen khí diễm. Đem cả người bao ở trong đó, mà trong nháy mắt đó, khiến chỗ có người cảm giác áp lực tăng lên gấp bội, chân mày không khỏi nhíu lại. Cái kia thứ 6 vũ trụ Masaki, thực lực thật giống như tương đương không ở Gohan bên dưới. Piccolo cau mày, cảm thụ loại kia to lớn uy áp, lẩm bẩm nói. Được, thật là khủng khiếp, Vegeta cũng là kinh ngạc nhìn kia tựa như nữ vương như vậy lăng lập bầu trời, màu đen có thể gạch dưới lượng bọc Masaki. Nhìn qua hoàn toàn chính là một cái hắc ám nữ vương. Mặc dù mình cũng lĩnh ngộ thần cảnh giới, nhưng là hoàn toàn cùng Masaki không cách nào so sánh được a. Beerus cùng Whis đều là nhíu nhíu mày. Quả nhiên là như vậy sao? Beerus đại nhân, xem ra Gohan lần này sợ là muốn thua lạc tương đương. Whis nhìn Masaki, nhàn nhạt mở miệng nói. Thích thích thích, Champa cái này đáng ghét ra hỏa, là kẻ hèn thi đấu, đã vậy còn quá liều. Beerus cắn thật chặt răng. Nếu là cái kia gọi Masaki thật lấy ra thực lực cùng Son Gohan nói chuyện. Hiện tại Son Gohan quả thật không phải Masaki đối thủ. Xem ra, trận chiến này, thứ 7 vũ trụ thật muốn chiến bại. Không chỉ có phải thua hết địa cầu,
còn muốn bị Champa vậy cũng ác ra hỏa trào phúng một sóng. Chấm chấm chấm, Son Gohan nhìn Masaki, mày nhíu lại mặt nhăn. Này cổ khí tức quen thuộc, xem ra Champa người này là thắng, thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Son Gohan cảm giác, Masaki khí thế, đã hoàn toàn tiến vào thần cảnh giới. Mà còn, cùng lúc ấy cùng Mirus lúc đối chiến cảm giác khí, rất tương tự. Phá hoại khí tức, thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt đợi chọn người sao. Cứ như vậy nói, quả thật rất khó giải quyết a. Mặc dù không muốn thay đổi như vậy, nhưng là ta rõ ràng, người rất mạnh, không thay đổi như vậy ta không có cách nào đánh bại ngươi. Masaki thân thể chậm rãi rơi xuống, màu đen khí diễm tại quanh thân lượn lờ, cộng thêm một thân màu đen trang phục, đem cả người khí thế làm nổi bật dị thường cao lãnh. Nhìn Son Gohan, tự tốn nói, người quả thật rất mạnh, hẳn là có không kém gì thần hủy diệt thực lực đi. Son Gohan không sợ chút nào, khóe miệng cũng là treo nụ cười lạnh nhạt, nhẹ nhõm nói. Bất quá, người muốn đánh bại ta, có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ồ, tự tin như vậy sao? Ta thích, Masaki khóe miệng móc một cái, nhìn Son Gohan, thân thể đột nhiên bạo bắn ra. Mà cũng trong lúc đó, Son Gohan cũng là đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể hướng Cơ Na bắn ra. Hai người từng quyền lần hai đụng nhau, to lớn tiếng nổ vòng từ quả đấm chỗ giao tiếp lan ra. Mà hai người dưới chân, nhất thời sụp xuống, xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Từng vòng sóng trùng kích, kèm theo bụi mù, hướng bốn phía khuếch tán đi qua. Son Goku cùng hít hai người, trực tiếp bị kinh khủng này sóng trùng kích, đẩy tới bên cạnh lôi đài. Nhíu chặt mày, toàn lực chống cự. Vados, Champa hướng Vados lạnh lùng kêu một câu. Vados lập tức hiểu được, là Champa đại nhân, ta lập tức tu bổ lôi đài cùng bình chướng. Chỉ thấy Vados trong tay quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, lôi đài nhất thời trả lại như cũ. Ta còn giống như là đánh giá thấp ngươi lực lượng. Masaki nhìn Son Gohan, trên mặt mang theo nhẹ nhõm miểu tình, hưng phấn cười đáp. Nàng có thể hồi lâu không có gặp phải có thể cùng mình đánh như vậy ngang sức ngang tài đối thủ. Mà còn, tên đối thủ này vẫn là một người tuổi còn trẻ soái ca. Thực lực ngươi cũng vượt qua ta dự đoán. Son Gohan cũng là nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, hai người từng quyền chỗ giao tiếp, nhiều bó ngón cái như vậy thô màu lam thiểm điện, hướng bốn phía càn quấy mở ra. Để người ta biết, hai người nhìn qua vân đạm phong khinh công kích, hàm chứa kinh khủng dường nào lực tàn phá. Oanh, hai người vừa dùng lực, kèm theo lôi đài kịch liệt oanh động, tách đi ra. Nhìn qua, tựa hồ hai người bất phân cao thấp. Cho hít, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Chúng ta cũng hẳn bắt đầu. Son Goku nhìn chằm chằm hít, trên mặt phủ đầy vẻ nghiêm túc, mở miệng nói. Hít cũng là đưa mắt từ Son Gohan cùng Masaki trong chiến đấu rút về tới. Hai quả đấm nắm chặt trước thật, làm ra tư thế chiến đấu, trong mắt nghiêm túc. Cái này một lần, ta sẽ lấy ra ta toàn bộ lực lượng. Son Goku nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Hai quả đấm chậm rãi nắm lên đến, trên mặt lộ ra cố hết sức biểu tình. Giới vương quyền, nha nha nha, Son Goku cả người đều run lẩy bẩy, bắp thịt cả người trong nháy mắt trở nên lớn. Từng cổ một màu đỏ nhạt khí, từng tia từ Son Goku trong thân thể rỉ ra, tràn ngập ở đó màu lam khí diễm trên. Chấm 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 chấm, cầu hoa tươi, thích thích thích, trong cổ họng phát ra rên thống khổ âm thanh, thân thể tựa như một chiếc thuyền con, tựa như lúc nào cũng sẽ không nhịn được. Được, thật là mạnh khí, hít con người bỗng co rút nhanh, Son Goku khí, lại là vào thời khắc này tăng lên gấp bội. Kia màu đỏ nhạt khí, càng ngày càng dày đặc bao trùm tại màu lam khí diễm trên. Cuối cùng, tẫn nhiên cũng là biến thành lướt động khí tuyền. Điên cuồng tăng vọt, sau đó một khắc, Son Goku tăng vọt thân thể, chậm rãi khôi phục độ lớn ban đầu. Super Saiyan thêm được giới vương quyền, tựa hồ thành công. Son Goku trên mặt câu khởi thật dài độ cong. Chấm 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 chấm. Nhìn qua tà mị mà còn đẹp trai. Chuyện này, tiểu tử này vẫn còn có loại này lá bài tẩy. Beerus mở to hai mắt, nhìn Son Goku, không tưởng tượng nổi nói. Thực lực vậy mà lật tăng trưởng gấp bội. Hô hô hoác, Beerus đại nhân, thật giống như bọn họ cha con cũng có thể vượt qua ngươi nha. Whis lần hai cười nói. Bất quá lần này, Beerus cũng không có đi phản bác cái gì. Cắt,
hai cái này khiến người khó chịu ra hỏa. Vegeta ngũ quan bóp méo nhìn trên lôi đài cha con. Chung quy là có thể vượt qua chính mình, thật sự là quá đáng ghét. Ba ba, ca ca, cố lên. Khả ái Son Goten vũ động quả đấm, nhõng nhẽo cố lên nói. Goku, Gohan, nhất định phải thắng nha. Chi Chi cũng là điên cuồng là hai người đánh cô. Sau khi biến thân Son Goku, không nói hai lời, bay thẳng đến hít đập tới. Super Saiyan Blue trên thi triển giới vương quyền, thể lực và năng lượng tiêu hao đều quá cường đại. Nếu như không nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu này, như vậy chờ mình thể lực chống đỡ hết nổi, liền sẽ vô cùng bị động. Thi triển giới vương quyền sau đó Son Goku, tốc độ có thể là vượt qua xa không, một giây tam skip hit. Hit căn bản là né tránh không, chỉ có thể mặc cho Son Goku quả đấm đập ầm ầm tại trên mặt mình. Nặng nề lướt qua lôi đài bay ra hơn 10 thước, mới dừng lại. Trên mặt xuất hiện một đầu dài dài lỗ, máu tươi xuất hiện. PS, khai sáng một cái lẫn nhau đàn, mọi người có thể thêm thoáng cái nha. Thảo luận nội dung cốt truyện, kéo kéo hàng ngày. Chương 174, Son Goku đào thải, 2 vs 1. Hit đưa tay lau đi trên mặt huyết tích, còn người bắn ra một đạo ác liệt tinh quang. Ngươi cho rằng là chỉ có các ngươi Saiyan có thể tại trong chiến đấu tăng cường sao? Hít lạnh lùng thanh âm truyền vào Son Goku trong tai. Cái, sao, chẳng lẽ ngươi cũng có thể biến thân? Son Goku cả kinh, người này, chẳng lẽ cũng có thể biến thân đây? Hít cũng không nói lời nào, mà là một cổ kinh khủng năng lượng màu tím khí diễm, trực tiếp phóng lên cao, đem toàn bộ bình chướng bên trong nhuộm thành màu tím. Vậy, cái tên kia cũng có thể biến thân? Mọi người giật mình nhìn Hít. Bất quá, Hít quanh thân khí diễm nhìn qua mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng là hắn khí, tựa hồ là hoàn toàn không có cao a. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Hít là đang hư trương thanh thế? Son Goku tự nhiên cũng là cảm giác, Hít khí căn bản là không có bất kỳ biến hóa nào. Một chút cũng không có tăng cường. Vậy hắn làm như vậy mục đích thì là cái gì chứ? 893, Son Goku cũng không sẽ ngây thơ cho là Hít chỉ là đang hư trương thanh thế. Cha, Hít không thể biến thân, chính là hắn có thể đủ trưởng thành, nếu như ta không có đoán sai nói, hắn hiện tại tam skip công thời gian, hẳn đến không, 2 giây. Son Gohan lên tiếng nhắc nhở, như vậy sao, khó trách Hít người này sau khi biến thân, khí không có bất kỳ tăng thêm. Bị Son Gohan nhắc nhở sau đó, Son Goku chính mình cảnh giác. Chính mình thực lực bây giờ đã vượt qua Hít không? Một tam skip công, nhưng là gặp không, 2 giây có thể hay không vượt qua, coi như không biết được. Mà Hít, cũng là kinh ngạc xem Son Gohan liếc mắt. Mình có thể trưởng thành chuyện này, chính hắn cũng mới biết không lâu, tiểu tử kia làm sao có thể sẽ biết. Không nghĩ ra liền không muốn đi, hiện tại tại chính mình, cũng có thể cùng Son Goku đánh một trận đi. Thân thể hai người đồng thời lướt đi đi, trong nháy mắt chính là sáp lá cả mấy chục chiêu. Hiển nhiên hai người tốc độ cùng thực lực đều muốn không sai biệt lắm, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Chỉ bất quá, theo thời gian đưa đẩy, thi triển giới vương quyền sau đó tệ đoan chính là thể hiện ra. Son Goku thể lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, tốc độ cùng lực lượng cũng rõ ràng bị Hít áp chế lại. Hít một quyền đánh vào Son Goku ngực, Son Goku thân thể nhất thời nặng nề rớt xuống đất. Ào ào, Son Goku thở hổn hển. Tiếp tục như vậy, chính mình không thể nào thắng được Hít. Chính mình tiêu hao thật sự là quá nhanh, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Cho dù là mình bị đào thải, cũng muốn kéo lên Hít, tuyệt đối không thể để cho Hít cùng Masaki hai người cùng một chỗ đối chiến Gohan. Son Goku giống như là làm quyết định trọng đại, có lẽ thân thể sẽ không nhịn được, nhưng là Hít, ngươi liền theo ta cùng một chỗ đi xuống đi. Son Goku chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Hít. Giới vương quyền, gấp 10 lần, thanh âm từ trong cổ họng hô lên. Son Goku nhất thời toàn thân gân xanh bạo động, bắp thịt lần hai tăng vọt. Chỉ bất quá, hắn khí tức, lại là vào giờ khắc này, tăng vọt gấp 10 lần. Màu đỏ nhạt khí tuyền xông thẳng lên trời. Hít sắc mặt, vào thời khắc ấy trở nên vô cùng trầm trọng. Trước mắt Son Goku, cho hắn vô cùng nguy hiểm cảm giác. Đi xuống cho ta đi. Hít, Son Goku thân thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện tại Hít sau lưng, một cước đem Hít đá bay ra ngoài. Đồng thời, song trường để tại bên phải hông chỗ, kinh khủng năng lượng màu xanh lam nhanh chóng ngưng tụ. Rùa, phái,
khí, công, sóng. Son Goku cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân, đánh ra gấp 10 lần giới vương quyền Kamehameha. Ầm ầm ầm, toàn bộ vô danh tinh lần 2 rung rung. Răng rắc, Kamehameha vậy mà đem Vados lần 2 tu bổ bình chướng lần 2 đánh ra giống như mạng nhện vết nứt. Son Goku đánh ra một kích mạnh nhất, cảm giác thân thể bị đào không, trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường, cố nén các loại đau nhức cùng mệt mỏi. Còng lưng đứng tại chỗ, chỉ bất quá, hít thân ảnh chính là không biết đi nơi nào. Như vậy đều không có cách nào đưa hắn đào thải sao. Thật xin lỗi Gohan, Son Goku cười khổ một tiếng. Hắn đã hoàn toàn không có khí lực, không khỏi không thừa nhận, ngươi quả thật ra ngoài ta dự đoán, bất quá, trận này thi đấu, ta phải thắng. Hít lạnh lùng thanh âm từ Son Goku sau lưng vang lên. Son Goku không có chút nào kinh ngạc, chỉ là khóe môi nhếch lên bất đắc dĩ cười. Chính mình hiện tại ngay cả giơ tay lên khí lực cũng không có, căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Hít một cước đá ra, trực tiếp đem Son Goku đá thứ 7 vũ trụ trên khán đài. Goku, ta trị liệu cho ngươi. Chỉ thấy Kibito đi tới, hai tay để tại Son Goku ngực, mấy hút sau đó, Son Goku chính là khôi phục như cũ. Ha ha, thật đúng là xin lỗi a. Beerus đại nhân, Son Goku xấu hổ gãi đầu một cái. Beerus cũng không có đi trách cứ hắn ý tứ, hiện tại chỗ có hy vọng, toàn bộ đều giao cho Son Gohan. Bất quá, cái kia hít, thật sự là quá mạnh, sau đó nhất định phải tìm cơ hội lại cùng hắn tỉ thí một trận. Thứ 7 vũ trụ Son Goku tuyển thủ, đào thải. Người trọng tài vô cùng không chuyên nghiệp giải thích, hiện nay trên sân xem tình thế tới đối thứ 7 vũ trụ vô cùng bất lợi a. Son Gohan tuyển thủ rốt cuộc có thể lấy sức một mình đối kháng thứ 6 vũ trụ hai đại vương bài sao. Quảng cáo sau đó, không, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Quả thật. Trên sân thế cục đối với Son Gohan mà nói, vô cùng bất lợi. Masaki thực lực vốn là không kém gì Son Gohan, hiện tại lại tăng thêm một cái thực lực mạnh mẽ hít. Tên kia, mới vừa rồi né tránh Kamehameha thời điểm, Tam Skip công rõ ràng là đạt tới đông thời gian không, 5 mức độ. Có một người như vậy tại phía sau mình giống một con rắn độc giống nhau mai phục ở phía sau mình, hoàn toàn không có cách nào toàn lực đi cùng Masaki chiến đấu. Son Gohan, nhận thua đi. Ngươi không có bất kỳ phần thắng. Masaki khóe miệng nâng lên, hướng về phía Son Gohan cao ngạo cười nói một câu. Tê giải chứng, Son Gohan cảm thấy, hai người kia nói thế nào đều là thứ 6 vũ trụ tài năng xuất chúng, theo lý mà nói sẽ cao ngạo cùng mình đơn đấu cái gì. Chính là nhìn trước mắt đến, hai người cũng không có ý đó, mà là một lòng nghĩ thắng thi đấu. Nhận thua, là không thể nào nhận thua. Son Gohan ánh mắt sắc bén, hai tay thành chảo, một trước một sau, làm ra trạng thái chiến đấu. Sau đó quan sát một chút tình thế, Masaki cùng hít hai người một trước một sau bao vây chính mình. Bất quá như vậy, cũng làm cho mình có đối phó hít cơ hội. 1, 2, Son Gohan trong lòng đã có một bộ thành hình phương án chiến đấu. Đó chính là trước nghĩ biện pháp đem hít đào thải. Như vậy, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Đến lúc đó cùng Masaki một chọi một, cũng không phải là không có thắng khả năng. Son Gohan thân thể đột nhiên hướng Masaki bạo vút đi. Nhìn Son Gohan thế tới, Masaki làm ra phản công chuẩn bị. Hít cũng là thuấn gian di động thân thể, muốn giáp công Son Gohan. Chỉ bất quá, ngay tại hít động trong nháy mắt, thuấn gian di động, Son Gohan trong lòng nhất niệm, thân thể hư không tiêu thất, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở hít sau lưng. Sau đó một kích roi chân hướng hít nặng nề quét qua. Tốc độ phi thường nhanh, ngay cả đã có thể đông thời gian không, 5 giây hít, cũng chỉ là có cơ hội cầm lên hai tay ngăn cản ở trước ngực. Một thân trầm đục tiếng vang, chỉ thấy hít thân thể bạo xạ mà ra. Chương 175, nên sẽ không là, nghĩ biến thân đi. Bay rớt ra ngoài thời điểm, hít diện mạo chảy xuống một chút vết máu, có thể thấy Son Gohan cái này một cái quét chân uy lực. Bởi vì là Son Gohan công kích đột nhiên biến chuyển đối tượng công kích, đánh hít một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên Son Gohan một cái quét chân uy lực, đối hít mà nói lực sát thương dĩ nhiên là phi thường to lớn. Loại này bay ngược tốc độ, căn bản cũng không có biện pháp dừng lại thân thể của mình. Hít thân thể nhanh chóng bay về phía bên cạnh lôi đài, nhưng là ngay tại muốn lúc rơi xuống sau khi,
nhưng là bị Masaki bắt lại. Son Gohan nghĩ đến Masaki khả năng sẽ đem hit tiếp theo, nhưng không nghĩ đến lúc đó như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Cái này làm cho Son Gohan mày nhíu lại sâu hơn. Một kích không trúng, hit tuyệt đối sẽ không lại cho mình đánh lén cơ hội. Như vậy tiếp đó, thật có thể là một đánh hai. Xem ra ngươi còn có chút đầu óc a. Đem hít để xuống, Masaki càng thêm đối cái này thứ bảy vũ trụ tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú. Thực lực bản thân mạnh mẽ không nói, còn có thể trong lúc đánh nhau phân tích chính mình hoàn cảnh xấu, làm ra hữu hiệu tác chiến câu trả lời. Vốn là cho là có thể đưa hắn đá ra, đánh giá thấp ngươi. Son Gohan bất đắc dĩ cười cười, tiếp đó, 26 tập kích một chiêu này hiển nhiên là sẽ không lại thành công. Đã như vậy, vậy liền không cần những này đầu cơ phương pháp đi. Chính diện mới vừa đi, chỉ thấy Masaki cùng hít hai người, thân thể quỷ mị biến mất, một trước một sau, huyễn làm hai đạo tàn ảnh hướng Son Gohan công tới. Xem bộ dáng kia, là chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đem Son Gohan ném ra lôi đài. Sau đó lấy được thắng lợi sau cùng. Hai người công kích tương đối sắc bén, nhất là hít người này, tựa hồ đối với Son Gohan mới vừa rồi tập kích chuyện mình canh cánh trong lòng. Từng chiêu công kích Son Gohan chỗ yếu, đương nhiên đây có lẽ là một cái sát thủ bản năng chiến đấu. Cái này làm cho Son Gohan phi thường không thoải mái. Từng cái tiếng nổ vòng từ giữa không trung thoáng hiện lên, khoảng cách chênh lệch rất lớn. Cho dù là Piccolo thị lực, đều đã hoàn toàn theo không kịp ba người tốc độ. Gohan thật giống như có chút nguy hiểm. Son Goku cau mày, nhìn dần dần luống cuống tay chân Son Gohan. Trong lòng có chút tự trách lên. Muốn là mình chẳng phải mạo hiểm, cũng có lẽ bây giờ mình còn có thể đủ cùng hít trì hoãn một ít thời gian. Sở hữu thứ bảy vũ trụ bên này tuyển thủ đài cùng khán đài, đều là khẩn trương tới cực điểm. Nhìn trên sân từng cái tiếng nổ vòng tuôn ra, ngay cả thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Phải biết Son Gohan một cái người đối phó hai người kia, yếu nhất cái kia, đều có thể tùy tiện đánh bại Super Saiyan Blue Vegeta. Đem Son Goku ném ra bên ngoài sân tồn tại. Beerus đại nhân, xem ra lần này thật muốn đem địa cầu thua hết đây. Tốt không nỡ bỏ a. Whis nhìn trên sân đã rõ ràng ở thế yếu Son Gohan, nhàn nhạt mở miệng. Thích thích thích, Beerus khẩn trương cắn răng, thật hận không được chính mình đi lên giúp Son Gohan một cái. Gohan, nhất định phải cố lên a. Beerus trong lòng lặng lẽ là Son Gohan cố lên. Mà ở trên sân, Son Gohan quả thật làm cho hai người điên cuồng thế công đánh có chút mộng. Masaki tốc độ nhanh lạ thường. Hít người này, lại là xuất quỷ nhập thần, không biết được hắn tiếp theo lần công kích sẽ ra hiện tại cái gì địa phương. Một cái sơ sẩy, Masaki một quyền nặng nề đánh vào Son Gohan trên mặt. Son Gohan thân thể nhất thời như đạn pháo bắn về phía lôi đài. Ngay cả Vados lần nữa sửa chữa lôi đài, đều là đập ra hiện tại trận vết nứt. Son Gohan chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt đã là phi thường ngưng trọng. Tiếp tục như vậy, chính mình thua không nghi ngờ. Mạo hiểm sao, xem ra chính mình lần này nhất định phải mạo hiểm một lần. Mà đang ở Son Gohan lúc đứng lên sau khi, Masaki cùng hít hai người không chút nào cho Son Gohan thở dốc cơ hội. Lần hai công tới, hai người phối hợp tựa hồ là càng ngày càng quen thuộc, ăn ý. Khiến Son Gohan dị thường chật vật, chỉ có thể bị động vừa lui bên ngăn cản. Không thể lui nữa, tiếp tục như vậy, sẽ rơi ra bên ngoài sân. Son Gohan thân thể đã đến gần vô hạn bên cạnh lôi đài, lui nữa, thật là muốn té xuống. Son Gohan đầu ngón tay một chút mi tâm, thân thể xuất hiện ở bầu trời. Ha! Hai đạo năng lượng kinh khủng cầu hướng hai người bỏ rơi đi. Bất quá, loại năng lượng này cầu, tựa hồ cũng không có tác dụng gì, bị hai người tùy ý một kích, chính là đánh bay đi. Thân thể hai người lần hai hướng Son Gohan lướt qua đi, cái này một lần, thế tất yếu đem Son Gohan đào thải hết. Tới vừa vạn, Son Gohan ngoác ngoác khóe miệng, hai tay đột nhiên có năm ngón tay hình, đều chỉ mi tâm. Thái Dương Quyền, Son Gohan dứt lời. Chính là xuất hiện một đạo chói mắt bạch mang. Bất quá lần này Thái Dương Quyền, uy lực muốn so bình thường yếu rất nhiều. Có lẽ là không có Thái Dương duyên cớ. Cái gì, khiến hít cùng Masaki có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo bản năng hai tay ngăn cản ở trước mắt, tám phần vòng sáng chém. Son Gohan thanh âm vang lên lần nữa,
lòng bàn tay vòng sáng trực tiếp chém về phía hai người. Mà Son Gohan song trường hướng lên, một viên lam năng lượng màu trắng cầu, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, tăng vọt. Hắn biết, tám phần vòng sáng chém có thể giữ vững không bao lâu. Cho nên, hắn chuẩn bị mạo hiểm một lần. Cái tên kia, tốt năng lượng kinh khủng, tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Champa nhìn Son Gohan trong tay năng lượng cầu, sắc mặt đại biến, kiệt tê nội tình bên trong hét. Masaki, hít, mau đem tiểu tử kia cho ta ném ra. Masaki cũng hít, tự nhiên cũng là cảm giác năng lượng đó cầu trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Ngoặc kép, vừa động thủ một cái. Masaki liếc mắt nhìn hít, lạnh giọng nói. Ân tương đương, hít cũng là cau mày, gật đầu một cái. Thân thể hai người lần hai lóe lên, xuất hiện ở Son Gohan trước sau. Hít quả đấm đập ầm ầm tại Son Gohan ngực. Son Gohan thừa nhận đau nhức, nguy nhưng bất động. Đón lấy, hai người lại là liên tục công kích mấy chục lần. 247. Mà Son Gohan, khóe miệng có chút máu tươi rỉ ra, trải qua hai người mấy chục lần công kích, khí đã rõ ràng hạ xuống. Bất quá, bàn tay giơ năng lượng cầu vẫn như cũ là điên cuồng tăng vọt. Đã đại làm người sợ hãi. Hừ, đi xuống cho ta đi. Masaki cảm giác Son Gohan khí chính tại giảm nhanh, khóe miệng móc một cái. Một cước quét Son Gohan sau lưng, thân thể nhất thời lần hai đập ầm ầm trên mặt đất. Mà ở Son Gohan thân thể rơi xuống trong nháy mắt, đem bàn tay năng lượng cầu, đẩy ra ngoài. Oanh, Son Gohan thân thể đập ầm ầm tại trên lôi đài. Gặp hai người mấy chục lần trọng lực sau đó, trực tiếp là biến thành trạng thái bình thường. Quả nhiên, là muốn thua sao? Mirus nhìn nằm trên đất, khí tức toàn bộ không Son Gohan, trong giọng nói có không cam lòng, có thương tiếc. Thôi, thua liền thua đi. Gohan mới vừa rồi rõ ràng còn có cơ hội, chính là hắn vì cái gì làm như vậy đây? Son Goku nhìn Son Gohan động tác, phi thường không hiểu. Rõ ràng còn có thể chống cự, chính là Son Gohan tại sao phải làm như vậy, đem chính mình ép vào tuyệt lộ. Tiêu phí to lớn khí, đi chế tạo cái kia không có ý nghĩa năng lượng cầu đây. Vegeta ánh mắt chết nhìn chòng chọc viên kia đánh nát lôi đài bình chướng, treo ở bầu trời năng lượng cầu. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Son Gohan, cái kia tông hắc sắc cái đuôi, chính đang dục dịch. Người này, cũng không phải là muốn biến thân đi, thấy như vậy một màn, Vegeta kinh hoàng kêu thành tiếng. Chương 176, thân ở đêm tối, giống như chết yên tĩnh. Đùng. Đùng, đùng, Son Gohan kinh ngạc nhìn chính mình chế tạo treo ở bầu trời năng lượng cầu. Vào giờ khắc này, cảm giác mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài thân thể, mà còn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đông đông đông, Son Gohan hô hấp càng ngày càng gấp rút, mà sau lưng cái đuôi, tại linh hoạt đung đưa. Son Gohan giống như là thừa nhận nào đó loại kịch liệt chỗ đau, ngũ quan bóp méo chung một chỗ, trong mắt thậm chí có một vòng hồng mang, chợt lóe. Hiểu, Gohan hắn thế nào? Số 18 cùng vai đồ lo lắng nhìn nằm trên đất, ngực tại chập trùng kịch liệt Son Gohan, vô cùng lo lắng hỏi. Hắn, Gohan hắn cũng không phải là muốn biến thành đại tinh tinh đi. Bulma sắc mặt biến đổi lớn, nhớ tới bị khi còn bé Son Goku biến thành đại tinh tinh một lần chi phối hoảng sợ. Hẳn sẽ không, mặc dù sinh ra đại tinh tinh thực lực sẽ tăng lên gấp 10 lần, nhưng là cũng sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Một điểm này Gohan hẳn rất rõ ràng. Son Goku cũng là cau mày, nhìn thân thể không bị khống chế lên xuống Son Gohan, ngữ khí ngưng trọng nói. Lấy Gohan tính cách, phải làm sẽ không làm loại này ầm chậm chỉ khát cách làm. Chẳng lẽ, cái tên kia nghĩ muốn biến thành trong miệng hắn Super Saiyan 4 sao? Vegeta con người co rút nhanh, nhìn Son Gohan, trong lòng kinh hãi nghĩ đến. Cái tên kia 4 tháng trước liền với hắn cùng Son Goku hai người nói qua loại này biến thân. Whis, người biết đây là tình huống gì sao? Mirus chuyển hướng Whis, trong giọng nói mang theo chờ mong, hỏi. Chỉ thấy Whis cũng là chìm mặt mũi này, lắc đầu một cái, loại tình huống này, hắn còn thật chưa từng thấy qua. Này, Masaki, hít, mau đem cái tên kia ném xuống. Champa đứng lên, nhìn có cái gì không đúng Son Gohan, nghiêm nghị nói. Đều đến giờ phút quan trọng này, thắng lợi có thể đụng tay đến, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ biến số. Masaki gật đầu một cái, nhìn Son Gohan, mặc dù ngươi quả thật làm cho ta nhìn với con mắt khác,
nhưng là hôm nay, ta phải thắng trận này thi đấu. Masaki trong ánh mắt, vậy mà lộ ra một loại vẻ mặt khác thường. Tựa hồ, có chút không muốn để cho Son Gohan cứ như vậy rời đi cái lôi đài này. Masaki từng bước hướng đi Son Gohan. Đâm, đâm, sau đó một khắc, Son Gohan thân thể, vậy mà tăng vọt mở ra. Trên người quần áo, trong nháy mắt bị căng nứt, nhiều bó bộ lông màu đen, từ trên thân thể mọc ra. A, a, Son Gohan đột nhiên đứng lên, kèm theo kịch liệt gầm to, Son Gohan thân thể trong nháy mắt bành trướng. Bốn viên sắc bén răng nanh nhìn qua kinh khủng dị thường, miệng lại bắt đầu thành dài. Ngay lập tức sau đó, Son Gohan thân thể trở nên giống như làm như ngọn núi cao lớn. Cả người rõ ràng là biến thành một cái màu đen đại tinh tinh. Trong mắt tiết lộ ra hào quang màu đỏ. Giống, gầm lên giận dữ, điên cuồng đập lấy ngực. Masaki cùng hít sắc mặt trầm xuống. Không đợi Masaki làm ra phản ứng, hít thân thể chợt lóe, bay thẳng đến đại tinh tinh công kích đi qua. Người này, cho mình một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Tuyệt đối muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đưa nó đánh ngã. Chỉ là tại hít mới xuất hiện tại đại tinh tinh trước người thời điểm, lại là bị đại tinh tinh một bạt tai, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Masaki mày liễu nhăn nhăn, người này, nhìn qua trở nên vô cùng to lớn, chính là tốc độ lại so với trước kia nhanh hơn. Hiểu, Gohan, ta Gohan làm sao rồi? Tương đương, Chi Chi nhìn Son Gohan vậy mà biến thành siêu cấp đại tinh tinh, khoe mắt chứa đựng nước mắt, lo lắng hỏi. Hiểu, Gohan, nhanh lên một chút tỉnh lại. Số 18 Ngọc Quyền nắm thật chặt tới. Mày liễu nhíu chặt, lo lắng khích lệ Son Gohan. Không việc gì, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần đem Gohan cái đuôi chém đứt, hắn dĩ nhiên là khôi phục. Son Goku an ủi nói. Nếu như đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nhất định phải ra tay ngăn lại Gohan. Hống hống hống, Son Gohan nhìn trước mắt Masaki cùng hít hai người. Không, hẳn là đại tinh tinh nhìn hai người, kèm theo gầm lên giận dữ, cả người lông, lại là biến thành màu vàng kim. Toàn bộ con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Không chút nào tình cảm ba động, hít, đồng loạt ra tay. Masaki thấp giọng với hít nói một câu. Hai người lòng bàn tay đồng thời xuất hiện hai đạo năng lượng kinh khủng cầu. Một đen một tím, hướng đại tinh tinh đánh tới. Ầm, ầm, hai đạo năng lượng kinh khủng cầu đập tại đại tinh tinh trên người, chỉ là khiến hắn quay ngược lại hai bước, căn bản cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật là cái quái vật, luôn luôn nói thiêu hít, nhìn đại tinh tinh cũng là trầm mặt, thấp giọng nói. Hống hống hống, lúc này đại tinh tinh, giống như là khôi phục nguyên thủy dã tính. Dẫm một cái mặt đất cứng rắn, lại là trực tiếp rạn nứt ra. Thích thích thích, loại quái vật này tại sao có thể tham gia thi đấu nha? Champa răng cắn kêu lập cập, nhìn lực tàn phá rất cường đại tinh tinh, hướng về phía trọng tài nói, này, trọng tài, loại quái vật này có phải hay không hẳn hủy bỏ hắn tư cách tranh tài? Trọng tài từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Champa nói không. Quy tắc không có rõ ràng quy định tuyển thủ dự thi không thể là đại tinh tinh, mà còn, cái này chỉ là Son Gohan tuyển thủ biến thân mà thôi. Trọng tài vô cùng chuyên nghiệp, không sợ cường quyền, nghĩa chính ngôn từ nói. Chuyện này, cái này rác rưởi trọng tài là kia thằng ngu tìm đến, Vados. Champa khí tại dậm chân, một cái nho nhỏ trọng tài, vậy mà không vâng lời chính mình ý tứ, thật là đáng chết a. Hình như là Champa đại nhân chính mình tìm ô. Vados nhìn Champa, tự tốn nói. Champa, chấm chấm chấm, Gohan, tỉnh lại, ngươi nhất định có thể. Gohan, dùng ngươi ý niệm chịu đựng. Gohan, không nên để cho nguyên thủy hung ác khống chế chính ngươi nội tâm. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở đại tinh tinh trên người. Trong lòng đang yên lặng cầu nguyện. Gohan, ba ba tin tưởng ngươi nhất định có thể. Mà lúc này Son Gohan đang đứng tại vô biên vô hạn trong bóng tối. Loại này hắc ám, khiến trong lòng của hắn phát run. Trong mắt không có có bất kỳ vật gì, trừ mênh mông bát ngát hắc ám, vẫn là hắc ám. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh khiến người sợ hãi trong lòng. Đây là nơi nào, xảy ra chuyện gì, Son Gohan trong lòng có chút hoảng lên. Chính mình không phải là biến thành đại tinh tinh sao? Tiếp theo hẳn, đến ly triệu không ra ngoài dữ liệu nói, sẽ biến thành Super Saiyan 4. Chính là, nơi này là cái gì địa phương? Gohan,
Tỉnh lại, đột nhiên, trong bóng tối, số 18 lo lắng giữa xuất hiện. Gohan, vai đồ, ta Gohan, người đừng làm ta sợ, nhanh biến trở về tới. Chi Chi khóe mắt chứa đựng nước mắt. Gohan, ba ba tin tưởng ngươi nhất định có thể, cố lên. Son Goku kiên nghị ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Số 18, vai đồ, ba cha, mẹ mẫu, tất cả mọi người đều đang đợi lấy ta tỉnh lại. Ta tại sao có thể vây ở chỗ này? Ha, ha, Son Gohan nắm chặt quả đấm, điên cuồng khí tức trong nháy mắt bạo thể mà ra, cao đến trăm trượng khí tuyền cuồng lướt lên. Kia bóng đêm vô tận, cuối cùng vào giờ khắc này, bị kinh khủng kia khí tuyền, miễn cưỡng xé ra một vết thương. Một vệt ánh sáng rõ, xuyên thấu vào. PS, mới vừa mới có thể hai chàng lặp lại, quả thực xin lỗi, đã sửa đổi xong. Chương 177, Super Saiyan 4, miểu sát hít. Nha, nha, Son Gohan kéo dài quát lên, màu xanh lá mạ khí tức, vậy mà tại một khắc như vậy, rát lên một tầng màu vàng nhạt, phân tán bốn phía bắn ra. Giống như ánh mặt trời bắn thủng mây đen, mình mông bát ngát hắc ám, vậy mà vào thời khắc này, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mà lúc này Đại Tinh Tinh, dừng lại trong tay động tác, màu đỏ thẫm trong ánh mắt, xuất hiện một vòng màu vàng kim. Mà còn kia màu vàng kim, đang nhanh chóng lan tràn. Hắn dừng lại, xảy ra chuyện gì Whis? Beerus nhìn vậy mà dừng lại phá hoại Đại Tinh Tinh, kinh ngạc hướng về phía Whis hỏi. Xít xít xít, Gohan San thật giống như trải qua nhất gian nan nhất một khắc đây. Tiếp đó, hẳn là phá kén trọng sinh đây. Whis trên mặt vẻ lo lắng tựa hồ vào giờ khắc này biến mất, xít 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 cười đáp. Phá kén trọng sinh, có hay không ý nghĩa, thứ bảy vũ trụ xoay ngược lại cơ hội tới đây. Lần thứ nhất Beerus cảm thấy Whis xít 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 thật giống như không có chán ghét như vậy. Vậy, cái tên kia, hắn, thành công. Vegeta thân thể run lẩy bẩy, nắm tay chắc chẽ nắm lên tới. Kia cổ khí, cường đại đến khiến thân thể của mình không thu khống chế phát run. 270 Super Saiyan 4, rốt cuộc là dạng gì quái vật? Vậy mà làm cho mình có loại cảm giác sợ hãi. Rất tốt Gohan, ngươi làm được, ngươi hướng chúng ta chứng minh, ngươi đoán là đúng, Super Saiyan 4, thật giống như thật rất mạnh đây. Son Goku nhìn Đại Tinh Tinh Son Gohan, vui mừng gật đầu. Này, Masaki, hít, các ngươi đang làm gì, thừa dịp hiện tại bắt hắn cho ta làm đi xuống. Champa cũng cảm nhận được kia cổ cường khiến người phi thường không thoải mái khí. Hướng về phía hai người điên hét lớn. Cái này cái thời điểm, hai người nơi nào còn cần Champa nhắc nhở. Kia cổ khiến người cực kỳ nguy hiểm khí tức, không thể không khiến bọn họ ra tay ngăn lại. Hai người trong nháy mắt điều động công kích, toàn thân năng lượng khí diễm dựng đứng lên. Thân thể chợt lóe, bay thẳng đến Đại Tinh Tinh công kích đi qua. Mà Đại Tinh Tinh Son Gohan trong ánh mắt, một khắc kia, hoàn toàn từ màu đỏ biến thành màu vàng kim. Ha! Son Gohan quát lên thanh âm từ toàn bộ trên lôi đài vang vọng. Một cổ vô cùng minh mông ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt lấy Son Gohan làm tâm điểm, lan tràn ra. Toàn bộ vô danh tinh, đều là trong nháy mắt bị ánh sáng màu vàng bao trùm. Có thể so với Thái Dương quyền chói mắt có thể vô số lần. Tất cả mọi người theo bản năng ngăn trở con mắt, rất sợ kinh khủng này vàng óng nhanh chóng mù chính mình 24K hợp kim titan mắt chó. Mà Masaki cùng hít thân thể, vậy mà giống như là bị một đạo vô hình khí ngăn cản ở bên ngoài, căn bản là không cách nào lại hướng hơn nửa phần. Hồi lâu thời gian sau đó, kim quang chậm rãi tản đi. Một cái màu đỏ tu mọc đuôi, tại linh hoạt đung đưa. Mà trên lôi đài, nhiều, người xa lạ, một đầu màu đen nhím đầu khoác trên vai, trên người mọc ra bộ lông màu đỏ, ngực khối lớn bắp thịt ngực phơi bày bên ngoài, dưới thân vẫn là màu đen quần. Đừng hỏi ta quần là nơi nào đến, cũng đừng hỏi ta chất lượng tốt như vậy quần nơi nào có mua. Ta sẽ nói cho ngươi biết ba chữ, ta đặc biệt sao cũng muốn biết. Đóng ngoặc đơn, chủ yếu nhất là, quanh người hắn, có lấy một cổ lãnh đạm ánh sáng màu xanh biếc bao quanh. Hốc mắt bên cạnh một vòng màu đỏ, đôi mắt màu vàng cùng màu đen xen nhau. Khóe miệng, câu khởi thật dài độ cong, tà mị, bá khí, cao ngạo, còn có rất soái. Ngươi là Son Gohan, đối diện Masaki không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đẹp trai nam tử. So Son Gohan cao hơn nhiều, ngũ quan càng cảnh góc rõ ràng.
còn có kia tà mị khí chất, thật người thật hấp dẫn. Ngươi nói sao? Son Gohan tà mị cười một tiếng, câu khởi khóe miệng, hỏi ngược lại. Nắm thật chặt nắm quyền đầu, một cổ mênh mông vô tận đầu lực lượng ở trong người cuồn cuộn. Đồng thời, Son Gohan quanh thân sinh ra một cổ phi thường năng lượng nóng bỏng. CCD, làm cho cả vô danh tinh nhiệt độ, rõ ràng lên cao không trên. Mà ở Son Gohan trước mặt Masaki cùng hít hai người, có thể càng rõ ràng cảm giác kia cổ nóng bỏng khí. Khiến người vô cùng một ngạt. Được, thật là đẹp trai a. Vai đồ nhìn Son Gohan kia sau khi biến thân rộng rãi bóng lưng, kinh ngạc ngẩn người. Thật biến hóa thật lớn đây. Số 18 cũng là ngơ ngác nhìn Son Gohan, si ngốc nói. Người này, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy, rõ ràng hắn mới tiến vào thần cảnh giới nhanh như vậy. Beerus nhíu nhíu mày, Son Gohan khí tức, vậy mà sẽ khiến mình có chút cảm giác không thoải mái thấy. Hắn thể xác, đã vượt qua cực hạn, lại thêm lĩnh ngộ thần cảnh giới. Lực lượng cùng cảnh giới kết hợp, quả thật rất mạnh. Whis cũng là nhìn Son Gohan, hết sức nghiêm túc nói. Nghe được Whis nói, Beerus mày nhíu lại chặt hơn. Ngay cả Whis đều nói rất mạnh. Mà bên kia Champa, cũng là đồng dạng biểu tình. Thứ bảy vũ trụ Saiyan, đã vậy còn quá biến thái. Hiện tại ta, đã không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, chính mình đi xuống đi. Son Gohan khóe miệng chứa đựng tà mị độ cong, vô cùng cuồng vọng nói. Cắt, đáng ghét ra hỏa. Hít nắm tay chắt chẽ nắm lên, sắc mặt biến đến vô cùng trầm trọng. Quả thật, chính mình hoàn toàn không cảm giác được Son Gohan cực hạn tại nơi nào. Cả người giống như là một cái vô tận vực sâu, liếc mắt nhìn không thấy đáy. Hừ, không phải là thay đổi thân mà thôi. Có thể không dọa được ta. Masaki hàm răng lung lay môi đỏ mọng. Mặc dù Son Gohan cho nàng nguy hiểm rất lớn cảm giác, nhưng là nàng nhất định phải nói như vậy. Ồ, thật sao? Xem ra các ngươi muốn kiến thức thực lực của ta, thôi, liền cho các ngươi biết một chút về Super Saiyan 4 thực lực đi. Lúc này Son Gohan, kiêu căng khó thuần, cuồng vọng không kềm chế được. Super Saiyan 4, không thấy Son Gohan có bất kỳ động tác gì, thân thể đã xuất hiện ở hít sau lưng. Hít ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có, chính là trực tiếp bị Son Gohan nhẹ nhàng sống bàn tay đánh ngất đi. Son Gohan đào kép lên hít, trực tiếp quăng thứ 6 vũ trụ tuyển thủ trên đài. Chuyện này, cái này điều này sao có thể. Hít, lại bị đánh bại. Hoàn toàn là nhẹ nhàng thoải mái miểu sát. Được, thật là đáng sợ. Hai cái vũ trụ tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt, không thể tin. Hít, đây chính là trong vũ trụ nhất đẳng sát thủ. Mà còn Tam Skip công đã trưởng thành đến có thể đông không, 5 giây thời gian. Cứ như vậy bị một giây đồng hồ không tới liền giải quyết. PS, mọi người có thể thêm thoáng cái thảo luận nội dung cốt truyện, ba một lúc lâu lưu lưu ba ta lâu hai. Chương 178, thần hủy diệt, rất treo sao. Thế nào, còn muốn phản kháng sao? Son Gohan ghé mắt, nhìn sắc mặt khó coi Masaki, lộ ra tà mị cười, trêu chọc hỏi. Cắt, thật cho là ta không có cách nào sao? Masaki hừ lạnh một tiếng. Nha nha nha, kèm theo từng tiếng khe kêu, Masaki khí tức, vậy mà cũng là tại một khắc giữa điên cuồng tăng vọt mở ra. Kia cổ thần khí tức, càng thêm đậm đà, trang nghiêm là vào giờ khắc này thay đổi thành chân chính thần hủy diệt. So với Beerus cùng Champa, chỉ sợ cũng đã yếu không bao nhiêu. Năng lượng màu đen, trực tiếp đem không gian đều vỡ ra tới. Mà Masaki quanh thân, nhiều bó màu đen thiểm điện, điên cuồng lượn lờ. Cả người nhìn qua, tựa như cùng là khống chế hắc ám tu la. Phá hoại, Masaki đang thay đổi thân một khắc kia giữa, cả người khí chất, đều xảy ra biến hóa. Băng lãnh lời nói rơi xuống, một viên năng lượng màu đen cầu, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đánh về phía Son Gohan. Loại vật này sao? Son Gohan sắc mặt không thay đổi, khóe miệng như cũ cao ngạo nâng lên. Một tay về phía trước. Trực tiếp là đem kia hủy diệt tính phá hoại năng lượng nắm ở trong tay, sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Một cái bóp vỡ, thần hủy diệt hết thảy phá hoại năng lượng, liền 22 như vậy bị một cái bóp vỡ. Mà còn, lại là như thế nhẹ nhõm, nhất kinh hãi nhất, không ai bằng Beerus cùng Champa. Phá hoại năng lượng khủng bố cỡ nào, bọn họ rõ ràng. Lại bị hắn dùng không quen tay sinh bóp vỡ.
Đây là cái gì thứ thịt thể? Dạng gì lực lượng? Sao? Làm sao có thể? Masaki không tưởng tượng nổi nhìn một màn này, được xưng đủ để hủy diệt vạn vật phá hoại năng lượng, vậy mà trong tay hắn. Giống như một cái lột da trứng gà một dạng, bị miễn cưỡng bóp vỡ. Ta cũng không tin, Masaki thân là thứ 6 vũ trụ thiên chi kiêu nữ, cả đời, thuận buồm xuôi gió, cơ hồ chưa bao giờ gặp cái gì đối thủ. Cái này cũng liền dưỡng thành nàng cao ngạo, coi trời bằng vung tính cách. Mà còn bằng vào chính mình thiên phú kinh khủng, bị tuyển định làm thần hủy diệt người được đề cử. Không nghĩ tới hôm nay chính mình vậy mà ăn như vậy lớn con ba ba, tại nơi này đáng ghét ra hỏa trước mặt. Lại là không có một điểm biện pháp nào. Khẩu khí này, tuyệt đối không nuốt trôi, nếu không nàng sẽ khó chịu chết. Masaki trong ánh mắt lộ ra nồng đậm dùng mình. Song trưởng trên lòng bàn tay nâng, màu đen đậm phá hoại năng lượng, lần hai ngưng tụ lên, bất quá lần này năng lượng cầu, ước chừng so sánh với một cái đại không chỉ gấp 10 lần. Kia cổ uy lực kinh khủng, khiến tất cả mọi người cảm thấy lòng rung động. Masaki trên trán cũng là có mật mồ hôi toát ra, hiển nhiên, lần này ngưng tụ phá hoại năng lượng, tiêu hao nàng rất nhiều thể lực. Này, Champa, nhanh để cho nàng dừng lại. Mirus trầm giọng nói, Masaki trong tay phá hoại năng lượng, làm cho mình đều có bắn tỉa tùng cảm giác. Nếu là thật đánh xuống, nói không chừng hai cái vũ trụ đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Hắc hắc, Mirus, ngươi sợ đi. Bất quá, đã trễ, ha ha ha. Champa cười lớn, bất kể Son Gohan mạnh bao nhiêu, tuyệt đối không thể nào tiếp được lần này phá hoại năng lượng. Cho dù là sẩy tay đưa hắn giết, cùng lắm cũng chính là thua hết thi đấu mà thôi. Người này trưởng thành tiếp, quá kinh khủng. Son Gohan, mau tránh ra. Mirus vội vàng mở miệng nhắc nhở. Son Gohan cho dù là mạnh hơn nữa, hắn thấy cũng không khả năng tiếp được kinh khủng như vậy năng lượng kinh khủng. Né tránh, làm sao có thể. Son Gohan cao ngạo chu miệng góc. Nha, Masaki kiều quát một tiếng, lòng bàn tay năng lượng cầu rời khỏi tay, thuận thế xuống. Son Gohan không trốn không né, đối diện lên. Hoác, Son Gohan hai tay trực tiếp để ở đó phá hoại năng lượng trên. Dưới chân trong nháy mắt sụp xuống, thân thể không ngừng lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết. Một mực đẩy tới bên cạnh lôi đài, trên mặt phủ đầy cố hết sức thần sắc. Hừ, cho dù là mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng không thể nào là thần hủy diệt đối thủ. Nhìn chật vật Son Gohan, Masaki khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Bất quá nàng tiêu hao cũng là lớn vô cùng, trong cơ thể năng lượng gần như trạng thái khô kiệt. Thân thể rơi xuống, sắc mặt có điểm thương rõ ràng, thở hồng hộc. Ồ, thần hủy diệt rất treo sao? Đột nhiên, Son Gohan hài hước âm thanh âm vang lên tới. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hắn cố hết sức vẻ đã sớm không thấy, mà là mặt đầy cười xấu. Trêu chọc ngươi chơi đây. Thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó vật này sao? Chỉ thấy kinh khủng kia phá hoại năng lượng, lại là bị Son Gohan một tay tụ lại. Lời nói giữa, vân đạm phong khinh. Cái gì, Masaki, Champa, Mirus ba khuôn mặt mộng bức. Người này, vậy mà nói một câu, thần hủy diệt rất treo sao? Là tại xem thường ba người bọn họ sao? Chỉ bất quá Son Gohan dùng hành động thực tế chứng minh, thần hủy diệt tựa hồ thật không có như vậy treo. Bên phải trên lòng bàn tay một vòng lãnh đạm năng lượng màu xanh lục sinh ra, kinh khủng kia màu đen đậm phá hoại năng lượng, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Toàn bộ vô danh tinh bị tạc lảo đảo muốn ngã. Vados cùng Whis đồng thời ra tay, đem tất cả mọi người bọc tại màu xanh nhạt bình chướng bên trong, mới không có bị ảnh hưởng đến. Phá hoại năng lượng đến mức, toàn bộ hóa thành hư vô. Son Gohan khóe môi nhếch lên thật dài độ cong, từng bước hướng đi Masaki. Xem ra ngươi không có khí lực phản kháng nha. Son Gohan tay trái để tại Masaki ngực. Không sai, chính là ngực. Masaki trắng xanh trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Cái này đáng ghét ra hỏa, rốt cuộc là nghĩ đem chính mình làm xuống lôi đài, vẫn là cố ý muốn chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá, mới vừa rồi phá hoại năng lượng, đã làm cho mình thể năng khô kiệt, chỉ có thể chờ đợi đợi Son Gohan thẩm phán. Không ngoài sở liệu, Son Gohan tay trái vừa dùng lực. Mềm nhũn đát, co giãn không sai. Masaki thân thể chính là chậm rãi hạ xuống. Mà ở rơi xuống thời điểm, nàng có thể 100% xác định, người này,
chính là cố ý chiếm chính mình tiện nghi. Lại dám ăn lão nương đậu hủ, tuyệt đối không thể bỏ qua cho cái này đáng ghét ra hỏa. 217 Masaki trong mắt mang theo cáu giận. Son Gohan danh tự này, đã bị nàng vững vàng nhớ tại chính mình tiểu bồn bồn trên. Tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, thứ 6 vũ trụ thiên chi kiêu nữ Masaki thân thể té xuống lôi đài. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trọng tài dẫn đầu kịp phản ứng. Thứ 6 vũ trụ Masaki tuyển thủ, đào thải. Thứ 7 vũ trụ Son Gohan tuyển thủ thắng được. Ta tuyên bố, lần này thi đấu phe thắng lợi là thứ 7 vũ trụ. Người trọng tài dứt lời, thứ 7 vũ trụ kia vừa bắt đầu điên cuồng ăn mừng lên. Son Gohan cũng là cười nhạt một tiếng liếc mắt nhìn đã xuất hiện ở thứ 6 vũ trụ tuyển thủ đài Masaki, theo sau đó xoay người, bay về phía thứ 7 vũ trụ quan chúng tịch. Thiết thiết, cái kia đáng ghét ra hỏa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Masaki nhìn Son Gohan bóng lưng, hàm răng cắn môi đỏ mọng, mang theo tí ti giận dỗi nói. Gohan, số 18 cùng vai đồ lên một lượt đi, cho Son Gohan một cái to lớn ôm. Chi Chi ở một bên cười trong mang nước mắt, đáng ghét, con mình, bị các nàng giành trước. Gohan, người cái này là thật mau sao? Krillin hiếu kỳ sờ sờ Son Gohan trên người tóc đỏ. Ta đi, không phải trang trí, là thực sự mau a. Thật là đáng sợ, Piccolo cùng Vegeta hai người khóe miệng dương dương, lại là đồng thời hướng về phía Son Gohan so với ngón tay cái. P.S. Tin tưởng ra ra tôm các đại ca có thể cho một tự động đặt. Tức là đối ra ra tôm tín nhiệm, cũng là ủng hộ. Ra ra tôm gõ chữ động lực, chương 180 tương lai thời không gặp lại hiểm. Gohan, ngươi thực lực bây giờ, hẳn vượt qua Beerus đại nhân đi. Son Goku nhìn một chút Beerus cùng Son Gohan, hiếu kỳ hỏi. Cát, Beerus rất khó chịu hết lần này tới lần khác đầu. Người này, loại chuyện này không nên nói đi ra à. Beerus đại nhân là đứng ở thứ 7 vũ trụ điểm chí cao thần hủy diệt, ta làm sao có thể cùng Beerus đại nhân so sánh đây. Son Gohan buông ra số 18 cùng vai đồ, cười cười nói. Rốt cuộc có hay không vượt qua Beerus, hắn cũng không quá rõ. Dù sao Beerus chính là được gọi là 12 vũ trụ mạnh nhất thần hủy diệt nam nhân. Son Gohan nói thật ra khiến Beerus vô cùng hưởng thụ, thứ 7 vũ trụ bên này một mảnh tiếng cười nói. Đắm chìm trong thắng lợi trong vui mừng, chính là thứ 6 vũ trụ bên kia nhưng là không còn may mắn như vậy. Vốn là thua thi đấu, mặt mày xám xịt, hiện tại lại là bị Champa chỉ mũi chửi mắng một trận, càng là muốn tuyên bố gạt bỏ các loại. Mà ngay tại lúc này, ba cái quái gì ăn mặc vị khách không mời, đi tới vô danh tinh. Champa đại nhân, ta cảm thấy cho ngươi trước tiên có thể dừng một chút. Vados nhìn nước miếng cùng thô tục cất cánh Champa. Ôn nhu nói. Im miệng, ta hôm nay nhất định phải phá hủy mấy cái này không có dùng ra hỏa. Champa lên cơn giận dữ, cũng không quan tâm Vados, lên tiếng quát lớn. Champa đại nhân, ta thật cảm thấy ngươi có cần phải nhìn xuống liếc mắt. Vados mở miệng lần nữa nhắc nhở. Champa không kiên nhẫn kỳ phiền hướng chỗ lôi đài nhìn xuống. Cái này nhìn một cái, cả người cũng không tốt, còn ngươi cũng sắp muốn nhô ra tới. Cái chán trong nháy mắt mồ hôi như mưa rơi, mà đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng Beerus, cũng là tại Whis nhắc nhở bên dưới, nhìn về phía tới trên lôi đài. Sau khi xem xong, biểu tình cùng Champa 100% tương tự độ. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất từ khán đài bão rơi vào trên lôi đài. Đối người tới 145 độ cúi người, trên mặt mồ hôi tí tách đi hạ lưu, toàn bộ, Zeno đại nhân, đường đường vũ trụ thần hủy diệt. Vậy mà giống như thấy miêu lão chuột một dạng toàn thân đều tại bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Và Dos cùng Whis cũng là nhẹ nhõm rơi vào trên lôi đài, đứng ở Champa cùng Beerus sau lưng. Tiếp theo chính là hai cái vũ trụ thần Kaio, trực tiếp là kinh hoàng đầu dạp xuống đất, thân thể đang không ngừng run rẩy. Ồ, cái tên kia là ai vậy? Beerus đại nhân làm sao thấy được hắn thế nào sẽ sợ hãi như vậy? Son Goku đám người nhìn trên lôi đài người tới. Dẫn đầu hoàn toàn chính là một mấy tuổi tiểu thí hài nhi. Mà sau lưng, lăng không chạm lấy hai cái vóc người cao ngất hộ vệ một dạng ra hỏa. Ánh mắt sắc bén nhìn Beerus cùng Champa đám người. Hoàn toàn giống như là một cái tiểu bất điểm, không cảm giác được bất kỳ chỗ hơn người. Vegeta cũng là đánh giá cái kia tiểu ra hỏa.
Cái kia khiến thần hủy diệt cùng thần Kaio sợ run lẩy bẩy đứa trẻ, hoàn toàn không cảm giác được có cái gì không giống nhau địa phương. Không có sát khí, cũng không cảm giác được mạnh mẽ uy áp. Hắn sao? Hắn là Zeno, đứng ở 12 cái vũ trụ điểm cao nhất người, có thể đạn chỉ giữa mất đi sở hữu vũ trụ người. Son Gohan nhìn trên lôi đài Zeno, mở miệng giải thích. Chỉ bất quá hắn vân đạm phong khinh giải thích, chính là làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Đứng ở 12 cái vũ trụ cực điểm người, có thể trong nháy mắt mất đi sở hữu vũ trụ, đơn giản là siêu ra tất cả người dự đoán ngoài ra. Ở tại bọn hắn trong ý thức, thần hủy diệt đã chính là chí cường tồn tại. Không nghĩ tới, tại thần hủy diệt trên, còn có loại đáng sợ này ra hỏa. Khó trách sẽ để cho Beerus cùng Champa e sợ như thế. Toàn bộ, Zeno đại nhân, hoan nghênh nhiệt liệt ngài đến. Beerus cùng Champa hai người thái độ có thể nói là cung kính tới cực điểm. Chỉ thấy Zeno chỉ là gật đầu một cái. Lâu sơ thăm hỏi sức khỏe, ngài quý thể không việc gì chứ. Whis cùng Vados vẫn là bình thường nhẹ nhõm ngữ khí. Rất rõ ràng không có giống thần hủy diệt như vậy hạn chế. Ân, Zeno gật đầu một cái. Không biết ngài lần này tới mục đích là. Beerus cùng Champa run lẩy bẩy hỏi. Ta là xem lại các ngươi tự mình sống động động, qua để tỉnh các ngươi thoáng cái, thần hủy diệt công việc, cũng không thể buông lòng. Zeno thanh âm vẫn là phi thường kawaii. Chỉ bất quá Champa cùng Beerus đã là sau lưng một mảnh lạnh như băng. Trước mắt tiểu bất điểm, chỉ cần một cái không vui, đừng nói là bọn họ thần hủy diệt, cả thế giới đều sẽ bị hắn hủy diệt. 13 vũ trụ đến 18 vũ trụ kia 4 cái vũ trụ chính là vết xe đổ. Tiếp đó, Whis cùng Vados hai cái này chát tâm cao thủ, không ngoài sở liệu lại là tại Zeno trước mặt tố cáo một phen. Khiến Champa cùng Beerus tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cũng còn khá, Zeno thật giống như cũng không có tức giận ý tứ. Để cho bọn họ thoáng thở phào. Vốn là để tỉnh các ngươi, nhưng nhìn sau đó sau cuộc tranh tài cảm giác thật có thú, cực tốt chơi đây. Như vậy đi, tiếp theo lần triệu tập toàn bộ vũ trụ cao thủ, lại làm một lần như vậy hoạt động đi. Zeno nhìn qua đối lần này thi đấu hết sức cảm thấy hứng thú. Còn có ngươi, Zeno lại là chỉ Son Gohan. Son Gohan thâm trầm chân mày. Thân thể chợt lóe xuất hiện ở Zeno trước mặt. Người cái kia biến thân tốt khốc huyễn nha. Zeno mặt đầy sùng bái nhìn Son Gohan, hiếu kỳ nói. Ha ha, giống nhau, Son Gohan gãi đầu một cái, khiêm tốn nói. Dù sao mình đối mặt chính là đứng ở vũ trụ điểm chí cao tiểu thí hài. Hắn cũng không dám giống Dragon Ball Super bên trong Son Goku một dạng. Vạn nhất cái này tiểu bất điểm một cái không vui đây. Lần sau vũ trụ giữa thi đấu, người nhất định phải tham gia ô. Tại tất cả mọi người vô cùng biểu tình kinh ngạc dưới. Nhất là Beerus cùng Champa. Con người cũng sắp rơi trên mặt đất. Chỉ thấy Zeno hướng Son Gohan đi tới, kéo lên một cái Son Gohan tay, nói tốt chờ mong cùng ngươi tiếp theo lần gặp gỡ đây. Ừ, ta cũng rất chờ mong đây. Vũ trụ giữa thi đấu, ta nhất định sẽ tham gia. Son Gohan nhìn một chút Zeno. Gật đầu một cái. Người này, thật đúng là một cái hoàn toàn tiểu hài tử a. Ta đây đi trước nha. Zeno đưa mở Son Gohan tay, đối Son Gohan đám người ngoắc ngoắc tay. Cùng tiễn Zeno, Beerus cùng Champa cùng thần Kaio đám người, như nhặt được đại thích, ngân giọng cung kính đưa tiễn. Chờ Zeno sau khi đi, mấy người mới thật sâu hút vương vâng tốt khẩu khí. Ai, thắng lợi sau vui sướng đều bị hòa tan. Beerus xoa một chút mồ hôi chán. Zeno không có nổi giận, đã là nhất kết quả tốt. Mà Champa cũng không có tâm tình gì đi trừng phạt Masaki cùng hít đám người. Dù sao, vũ trụ giữa thi đấu, còn phải dựa vào bọn họ đây. Chấm chấm chấm, mà lúc này đây, trong tương lai Trăng cùng Son Gohan chỗ tại thế giới, lại là có đại tai nạn xảy ra. Toàn bộ địa cầu cơ hồ thành một vùng phế tích, khắp nơi thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh hoang tàn khắp nơi, ánh lửa trùng thiên. Toàn bộ địa cầu lâm vào một vùng tăm tối, mà một cái Son Goku tướng mạo ra hỏa. Người mặc quần áo màu đen, kurenai đai lưng, lỗ tai mang theo một cái màu xanh lá cây potara hoa tai, trong tay mang theo thời gian chiếc nhẫn, nhếch miệng lên âm u cười. Nhìn phía dưới chật vật không chịu nổi Trăng cùng Son Gohan chờ Z chiến sĩ. PS, mỗi lần viết lên cái này loại địa phương, liền có chút phiền. Vừa phải qua
lại cảm thấy tại nước số chữ. Loại này thật là khó khăn nhất viết. Đóng ngoặc đơn chấm.